Mục Thần Ký tập 685-688, chúc các bạn xem video vui vẻ. Người Câm lắc đầu nói, kiếm pháp của Sơ Tổ Nhân Hoàng bình thường, chưa có lĩnh ngộ kiếm đạo, chỉ thêm vào cho đủ. Ta cần tất cả cường giả đạt đến trình độ kiếm đạo ở Diên Khang cùng đến đây. Tần Mục trầm giọng nói, ta bảo Diên Tú Đế giúp ta tìm những thiên tài kiếm đạo này, chắc chắn có thể tìm được bọn họ. Người Câm đặt lò rèn trên lưng xuống, vác tổ địa đạo hỏa lên, đi chân đất, xách chiếc dương, giọng nói vang như chuông, ngươi có thể đi rồi. Chuẩn bị trước đi, ta phải vác thánh địa này để khí huyết và đại đạo của bản thân tương liên tương dung. Tần Mục lập tức xoay người rời khỏi, đi trước chuẩn bị. Người mù cũng đi đến, bầu bạn cùng bước với người Câm. Người Câm nói, đây là câu cuối cùng ta nói trước khi luyện thành kiếm thần. Những ngày này, ta phải luôn ngậm miệng không được nói, cố gắng liên kết với đại đạo của tổ địa đạo hỏa, cố gắng hợp người, lửa, đất thành một thể. Người đừng cố chọc ta nói chuyện, nếu không sẽ thành công cốc. Từ giờ trở đi, ta chính là một kẻ mù, ngươi dắt ta đến thiên giới đi. Người mù vội vàng nghiêm túc gật đầu. Người Câm nhắm mắt lại, để người mù kéo mình đi về phía trước, hoàn toàn giao bản thân cho hắn. Người mù dẫn đường cho hắn, chỉ thấy đạo tâm của hắn và đại đạo của tổ địa đạo hỏa đã cảm ứng lẫn nhau, từng tầng đạo hỏa hình thành thành từng vòng lửa rít gào xoay tròn phía sau hắn. Người Câm để người mù dẫn đường mà không sợ bị dẫn xuống mương luôn sao? Người mù oán thầm không ngớt. Hắn vốn là một người nhanh mồm nhanh miệng, nói nhiều. Người Câm cũng là một người nói năng không ngớt, hơn nữa trong bụng toàn ý nghĩ xấu. Bởi vậy thường ngày người mù và người Câm có thể trò chuyện chung với nhau. Bây giờ người Câm không nói một câu, mấy ngày đầu người mù còn có thể nhịn được, sau đó lại bức dứt đến vô cùng khó chịu, buồn bã, ỉu xìu. Một bên khác, Tần Mục và Tư Bà đến thiên đình trên bầu trời tổ đình. Hiện giờ, người thiên tôn vẫn chưa quay về, tướng sĩ canh giữ thiên đình nhìn thấy Tần Mục không dám thất lễ, tới tấp khom người chào thiên tôn. Trong trận chiến Huyền Đô, dù cho Tần Mục đã che mặt, nhưng phần lớn mọi người đều biết Mục Thiên Tôn chính là kẻ đã làm loạn trận chiến Huyền Đô, có không ít tướng sĩ thiên đình chết vì hắn. Tần Mục không để ý lắm, trong thiên hạ này, người có thể làm gì được hắn không ít, nhưng trong thiên đình bây giờ không ai có thể làm gì được hắn. Hắn đi thẳng đến phủ thiên tôn của mình, liên hệ với Diên Khang, mời thần chỉ của Diên Khang qua cầu linh năng đối thiên đến tạo phụ thiên cung, sau đó lại từ tạo phụ thiên cung đến cầu linh năng đối thiên, dẫn tới Bắc Cực Thiên và Tây Cực Thiên, đi mời Đông Đế và Bắc Đế. Linh Dục Tú nhận được tin của hắn thì lập tức tập hợp tất cả thiên công, trận sư và cao thủ kiếm đạo của Diên Khang khởi hành tới thiên giới. Cùng lúc đó, Tư Bà đến Vô Ưu Hương, mời Đế Thích Thiên và Yên Vân Hề. Tần Mục đứng trên giam thiên đài của thiên đình để tìm kiếm, giam thiên tư không dám nói nhiều, chỉ đứng ở một bên ngoan ngoãn nhìn. Tần Mục tìm được Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế, lập tức khởi hành đi tìm hai người. Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế đã đến mặt sau tổ đình, đi qua Bắc Thiên Môn, cảm ngộ đại đạo pháp tắc trong thiên môn. Đây là thiên môn thứ tư, đến khi hai người ra khỏi thiên môn, Giang Bạch Khuê thét lên một tiếng, từng tòa thiên cung chui lên từ dưới đất, từng tòa bảo điện tranh nhau phát sát, đại thiên đình hoàn mỹ không thiếu sót cuối cùng đã hình thành. Hắn chỉ thấy thiên đình vững chắc, không thể lung lay nữa. Giang Bạch Khuê thở phào nhẹ nhõm, chân nguyên hóa thành kiếm khí, hóa thành một vầng hào quang ở giữa bầu trời. Diên Phong Đế thấy thế vừa ngạc nhiên, vui mừng lại vừa hâm mộ. Con đường của Giang Bạch Khuê không giống hắn, hắn không tu luyện được. Hai người ra khỏi Bắc Thiên Môn của tổ đình thì thấy Tần Mục đã đứng chờ ở bên ngoài. Tần Mục nói việc mình cần luyện chế kiếm, Giang Bạch Khuê nói, bây giờ căn cốt của ta chưa hoàn thiện, muốn tới giao đài một chuyến, không biết có kịp hay không. Tần Mục nói, cung kính chờ ngươi tới. 3 tháng sau gặp ở thiên giới. Hai người rời đi. Lúc này Tần Mục mới tới thiên giới để gặp mặt Nam Đế Chu Tước, nói ra suy nghĩ của mình. Nam Đế Chu Tước do dự, nói, tình duyên giữa ta và Đông Đế Thanh Long vô cùng ngắn ngủi. Năm đó bản thân khó bảo toàn, muốn bắt tay với Đông Đế Thanh Long, nhưng lại cùng hắn xảy ra quan hệ bất chính rồi sinh ra Yên Nhi. Ta không muốn gặp hắn lắm, có điều đệ đệ là ân nhân của ta, người đã mở miệng, vậy ta nhất định sẽ mời được Thanh Long đến giúp đỡ. Tần Mục không người đa tạ, Nam Đế Chu Tước gọi Yên Nhi tới rồi nói, theo ta đi tìm phụ thân bạc tình bạc nghĩa kia của ngươi. Hai nữ tử vội vã rời đi. Trong thiên giới, Thiên Nương Nương ngồi bên bờ biển, chống cằm, vô cùng buồn chán nhìn mặt biển, thỉnh thoảng lại cầm một ngọn núi ném vào trong biển. Cơ thể nàng quá lớn, với nàng mà nói, ngọn núi chỉ là hòn đá nhỏ. Mấy ngày nay, thiên giới của nàng ngày càng nhộn nhịp, không ngừng có mấy người ăn mặc quái dị từ Diên Khang và thiên đình đến thiên giới của nàng, nói năng ồn ào khiến nàng có chút không quen. Trong mấy người này có người là thần chỉ, có người là thần thông giả cảnh giới thiên hà, khi rèn sắt thì thích để trần hai tay, âm thanh vang lớn, mạnh mẽ có lực, khi tu luyện trận pháp thì lại thích chạy ngược chạy xuôi, đo đạc khắp nơi, có người lại nhìn chằm chằm nàng, định đo đạc phù văn thiên trên người nàng. Mà những tên tu luyện kiếm đạo kia lại càng đáng ghét hơn, ngày ngày đều múa kiếm ở đây, từng đường kiếm quang phá vỡ sự yên tĩnh của người khác,
bây giờ đã có 3 đến 5 vạn thần ma của Diên Khang chạy đến thiên giới của nàng, mà điều này vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, người người vẫn tấp nập ùn ùn kéo tới. Mấy ngày nữa lại trôi qua, Diêm Vương đến, lúc này Thiên Nương Nương mới phấn chấn tinh thần, dù sao Diêm Vương đã từng kề vai chiến đấu cùng với nàng, cũng coi như là cố nhân, cuối cùng cũng có người có thể tán gẫu giải buồn. Nhưng Diêm Vương lại là một người không hay nói, ngày ngày ẩn mình dưới áo choàng, không nói nhiều lời với nàng. Mấy ngày sau, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên tới, Thiên Nương Nương liếc nhìn nam nhân anh tuấn này một cái, chỉ cảm thấy ngoại hình của hắn không khác thiên tử là bao, lập tức cảm thấy khuôn mặt hắn đáng ghét, cũng chẳng thèm để ý. Sau đó Khai Hoàng Tần Nghiệp đến, Thiên Nương Nương có ấn tượng tốt với vị Tần Thiên Tôn của nhân tộc này. Thế nhưng kiếm đạo của Khai Hoàng quá mạnh, nàng chưa đến gần đã cảm thấy không thoải mái, chỉ đành cách xa hắn một chút. Khai Hoàng dẫn theo một người trẻ tuổi, ngoại hình không khiến người ta chán ghét như Lý Du Nhiên. Thiên Nương Nương nói chuyện với hắn một lúc, lúc này mới biết người trẻ tuổi này tên là Tần Hán Chân, là phụ thân của Mục Thiên Tôn. Thiên Nương Nương nói chuyện với hắn thì lúc nào cũng cảm thấy là lạ. 10 ngày nữa lại trôi qua, một đại nha đầu ngây thơ, đáng yêu, nhanh nhẹn, kháu khỉnh vô cùng hứng thú chạy vào thiên giới. Lúc này, Thiên Nương Nương mới thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu này là Tây Đế, vô cùng vui vẻ, lại nhanh miệng, cuối cùng nàng có thể giải buồn rồi. Mấy ngày nữa lại trôi qua, phu thê Bắc Đế Huyền Vũ tới. Thiên Nương Nương bắt đầu vui vẻ, cuối cùng cũng có cố nhân đến, đương nhiên là có nhiều chuyện để nói. Đông Đế Thanh Long cũng tới, mang khăn đen che mặt, Thiên Nương Nương lập tức trầm mặt xuống. Thanh Long cao ngạo, hơn nữa tính cách háo sắc, từ trước đến giờ nàng không thích. Sắc mặt Nam Đế Chu Tước cũng hơi khó coi, rõ ràng việc mời Đông Đế Thanh Long đến giúp đỡ khiến nàng cũng chịu không ít bực dọc. Ta chỉ đến hỗ trợ. Đông Đế Thanh Long nhìn xung quanh một vòng, sau khi chào hỏi Nhị Đế Huyền Vũ và Tây Đế, lúc này mới chào hỏi Thiên Nương Nương, không vui nói, mấy người trợ giúp như bọn ta đã đến hết rồi, người luyện kiếm còn chưa đến sao? Còn ra thể thống gì nữa? Khai Hoàng Tần Nghiệp cất bước đi đến, Đông Đế Thanh Long thì xa sầm mặt mày, tiến lên chào hỏi, khách khí nói, Tần Thiên Tôn đến lúc nào thế? Khai Hoàng lạnh lùng nói, sớm hơn ngươi một tháng. Nơi này rất tốt. Đông Đế Thanh Long cười nói, nơi này quả thật không tồi. Mấy ngày sau, một đại hòa thượng và một đạo nhân đi đến, yên lặng ngồi xuống, cũng không lên tiếng. Đông Đế Thanh Long không nhận ra hai người này, chỉ thấy rất nhiều người của Diên Khang tiến lên hỏi han ân cần, rất tôn kính hai người đó, trong lòng không khỏi buồn bực, lẽ nào hòa thượng và đạo nhân này là Đại Phạn Thiên và đạo tổ? Không giống, ta đã từng gặp bọn họ, ta còn tưởng rằng Mục Thiên Tôn chỉ mời ta đến giúp hắn luyện kiếm, không ngờ hắn lại mời nhiều kẻ có mặt mũi như vậy tới. Mọi người đợi hơn 10 ngày, người mù dắt người câm đang nhắm mắt thong dong đến muộn. Sau lưng người câm vác tổ địa đạo hỏa. Lúc này, đạo hỏa của tổ địa đạo hỏa rừng rực, đốt sạch hư không, vô cùng mạnh mẽ, khiến Nam Đế Chu Tước thấy mà không khỏi giật mình. Tu dưỡng đạo hỏa đạo cảnh của người này vô cùng cao. Người mù dẫn người câm đến mặt biển thiên của thiên giới. Đột nhiên, người câm mở mắt, hỏa lực của tổ địa đạo hỏa lập tức tăng vọt, đốt xuyên thiên giới, lộ ra thế giới huyền đô. Người câm thả tổ địa đạo hỏa xuống. Tổ địa bành trướng, 9 tầng của tổ địa khiến vũ trụ hư không vặn vẹo, khiến chư thiên vạn giới giống như treo trên 9 tầng, không nói hết được sự huyền diệu. Cơ thể người câm run lên, cơ bắp nửa thân trên nhô cao, thay đổi hình tượng lão già đánh thép, gàn rởm, dung tục thường ngày thành một người khổng lồ lấy thiên hạ làm lò nung, dùng mặt đất làm thớt gỗ, cải tạo vạn vật trong trời đất. Cùng lúc đó, Tần Mục để trần thân trên và cánh tay, đạp mặt biển đi đến, đắm chìm vào trong đạo hỏa cùng với người câm. Thần thức của Tần Mục bạo phát, thôi thúc tổ địa đạo hỏa, khiến sức mạnh của 9 tầng đạo hỏa xuất hiện thêm một tầng, sau đó lập tức lấy ra từng món thần binh của cường giả vũ trụ quá khứ ném vào trong đạo hỏa. Người câm giống như người khổng lồ trong ngọn lửa, vẽ đất làm kênh, để chất lỏng của thần binh nóng chảy xuôi theo kênh rạch, đập đất làm biển, giúp cho từng dòng chất lỏng nóng hừng hực trong kênh rạch chảy vào trong biển lớn cuồn cuộn. Hơn vạn vị thiên công của Diên Khang đi vào trong 9 tầng đạo hỏa, ai nấy đều là nam nhân vạm vỡ để trần cánh tay. Dù trong đó có cả nữ nhân, nhưng nữ nhân cũng bộc lộ rõ sức mạnh, y phục trên người lấy sự tối giản làm chủ. Bên trong 9 tầng đạo hỏa, nhóm người khổng lồ thiên công của nhân tộc khí thế ngất trời, cô lấy chất lỏng sắt vàng đồng nóng hổi, không ngừng tôi luyện. Ngoài ra còn hơn vạn vị trận sư, dẫn đầu là người mù, khống chế trận pháp thiên địa, mở u đô, thông huyền đô, dẫn dắt linh khí linh lực đất trời, khắc sâu các loại đạo văn trong phù văn đại đạo của Tần Mục, vào nơi tôi luyện của các thiên công. Tứ đế cổ thần nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Không thể không ca ngợi sức mạnh khổng lồ long trời lở đất này. Khai Hoàng nhìn cảnh tượng này, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, trong lời nói khó nén được vẻ háo hứng. Chỉ một thời đại có nhiệt huyết mới có thể tụ hợp, được sức mạnh to lớn thay đổi trời đất như vậy, dùng tinh thần của bản thân rèn đúc thần binh mạnh nhất. Năm đó, thời đại Khai Hoàng cũng có tinh thần hăng hái này. Khi đó, ngươi là thiên công mạnh nhất Khai Hoàng Thiên Đình.
Vô Ưu Kiếm, Bỉ Ngạn Phương Châu, 33 tầng Chư Thiên Thiên Đình, thậm chí Vô Ưu Hương đều do ngươi đích thân luyện chế. Mà bây giờ, tinh thần của Vô Ưu Hương suy yếu, nhưng Diên Khang lại có được tinh thần này. Lý Du Nhiên cởi áo bào trên người, xếp gọn gàng để ở một bên, đi chân trần vào trong đạo hỏa, giọng nói vang lên trong đạo hỏa. Bây giờ, ta vẫn là thiên công mạnh nhất. Ta vẫn là thiên công mạnh nhất, nhưng Vô Ưu Hương đã không còn là thời đại khai hoàng năm đó nữa rồi. Câu nói giống như lưỡi dao sắc lộ ra mũi nhọn khiến khai hoàng không khỏi chán nản, dù cho kiếm đạo của hắn lạc ấn 35 tầng hư không cũng khó mà chống đỡ. Tuy Vô Ưu Hương đã vượt qua những ngày tháng suy sụp trước kia, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều thứ so với thời đại khai hoàng năm đó, không thể khôi phục đến thời đại quyết tâm cải cách, mạnh dạn phấn đấu như trước kia. Tuy tinh thần đấu tranh trên dưới Vô Ưu Hương không đổi, nhưng thói quen khó sửa. Mỗi lần khai hoàng đến Diên Khang, hắn đều cảm nhận được tinh thần hăng hái bừng bừng, thay đổi từng ngày. Nhưng khi quay về Vô Ưu Hương, hắn lại không cảm nhận được loại tinh thần ấy. Đây chính là Diên Khang bây giờ. Diên Khang có thể tập hợp tinh anh trong thiên hạ, dùng sức mạnh của cả quốc gia để luyện kiếm cho Tần Mục, dung nhập tinh thần của thời đại vào việc luyện kiếm. Vô Ưu Hương bây giờ đã không thể làm được như này nữa. Lý Du Nhiên, thiên công mạnh mẽ nhất thời đại khai hoàng, cất bước đi vào trong đạo hỏa. Cảnh giới của hắn vô cùng cao, tu vi của hắn còn trên người Câm, thiên công mạnh mẽ nhất Diên Khang. Có hắn gia nhập, tốc độ rèn đúc lập tức tăng vọt. Có điều lúc này Lý Du Nhiên mới nhìn ra, bàn về đại đạo chú tạo, người Câm đã không còn kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn trên nhiều phương diện khác. Bàn về rèn đúc, người Câm đã thống nhất được vĩ mô và vi mô, khi rèn đúc, cách nện búa của hắn đại phương vô ngung, đại khí vãn thành, đại tượng vô hình. Nhưng cách nện búa của hắn lại vô cùng tinh tế, mỗi một búa đều đánh đúng vào điểm nhỏ nhất, có thể chạm trổ ra hoa văn đẹp đẽ trên điểm nhỏ nhất. Lý Du Nhiên không có tài năng này. Theo lý thuyết, hắn mạnh hơn người Câm rất nhiều. Bởi vì bất kể là Vô Ưu Hương hay là Bỉ Ngạn Phương Châu đều vô cùng to lớn, dù là thiên đình cũng khó có thể luyện ra được thần khí to lớn như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn lại kém rất xa. Hắn cũng có lòng muốn giúp đỡ người Câm, bởi vậy mới làm trợ thủ cho hắn, dùng lĩnh ngộ về rèn đúc của bản thân để giúp đỡ người Câm, giúp hắn tiến thêm một bước trên đại đạo chú tạo, lĩnh ngộ ra đạo lý càng thâm sâu. Từng món thần binh của cường giả tiền sử phát ra uy năng long trời lở đất, trong đạo hỏa, nhưng đạo hỏa thật sự quá mạnh mẽ. Khiến lạc ấn đại đạo giấu trong những thần binh đó dồn dập tan rã, khiến cho đại đạo mà những cường giả tiền sử ấy tế luyện trong thần binh cũng vỡ tan, nóng chảy. Những đại đạo bị đạo hỏa phá hủy rồi tan rã ấy hóa thành từng lĩnh vực đại đạo, mà lĩnh vực đại đạo cũng đổ nát bên trong 9 tầng đạo hỏa, hóa thành đạo văn. Đạo văn lại tan ra một lần nữa, hóa thành phù văn. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tham gia luyện bảo và bên ngoài tổ địa đạo hỏa đều nhìn ra được rất nhiều bí quyết tu hành. Tuy đạo pháp thần thông của thần thông giả và thần ma hiện nay dần trở nên uyên thâm hơn, nhưng đạo pháp thần thông vẫn còn chưa đạt đến mức độ hưng thịnh của vũ trụ quá khứ. Cho đến nay, con đường mà thần thông giả và thần ma tu luyện đều là phù văn đại đạo, thần thông và đạo văn. Đạo văn kết thành đạo liên, hình thành lĩnh vực. Còn về lĩnh vực, nó chỉ nắm giữ trong tay một số ít người, trở thành bí mật không truyền ra ngoài. Mãi cho đến khi khai hoàng truyền bá hệ thống đạo cảnh và kiếm vực đến Diên Khang, loại đại đạo tu luyện cao cấp như lĩnh vực mới dần dần được thần thông giả và thần ma biết đến. Muốn thi triển được lĩnh vực thì phải nắm vững quy tắc, đến một bước này, thần thông giả và thần ma trong thiên hạ chỉ cảm thấy phía trước không còn đường đi nữa, con đường đã đến cuối cùng. Nhưng trên lĩnh vực vẫn còn con đường tu hành mức độ sâu hơn, tầng tầng đạo cảnh kiếm vực của khai hoàng đang trên đường đi đến trung cực hư không, mà lĩnh vực trung cực của kiếm đạo đại la thiên hắn vẫn chưa tu thành, chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn cũng không biết trên lĩnh vực có cảnh tượng như thế nào. Ngụy Tùy Phong và Thái tử U Minh cũng đã nhìn thấy những thứ có trình độ sâu hơn trong đạo văn ở Di La Cung, nhưng lại không hề truyền ra ngoài. Mà bây giờ, từng món trọng bảo của tồn tại tiền sử tan rã trong 9 tầng đạo hỏa, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó nhìn ra được bí quyết tu luyện cao thâm hơn. Chủ nhân của những trọng bảo mà Tần Mục lấy được vẫn chưa thành đạo, nhưng đã có không ít người chạm đến bờ vực thành đạo, thậm chí không ít người còn vượt xa khai hoàng. Trọng bảo của bọn họ tan chảy trong đạo hỏa, liên tục tan rã từ đạo cảnh tầng cao thâm, hóa thành đạo liên, đạo văn và phù văn đại đạo. Dù là đối với khai hoàng mà nói cũng gợi mở được rất nhiều. Nhưng dù là phù văn đại đạo thì cũng không ngừng tan rã trong đạo hỏa, hóa thành linh lực linh khí thuần khiết nhất. Trong đạo hỏa, từng vị thiên công vung búa lớn lên, đánh những linh lực linh khí này vào trong chất lỏng nóng chảy. Cùng lúc đó, từng vị trận sư ra tay, lạc ấn phù văn, đạo văn và lĩnh vực của Tần Mục. Khung cảnh này, dù là tứ đế cổ thần trông thấy cũng phải trợn mắt há mồm. Những trọng bảo bị nóng chảy kia, mỗi một món đều không thua kém bảo vật của thiên tôn, thậm chí là mạnh hơn. Chỉ sợ mỗi một món bảo vật trong số đó đều không yếu hơn Vô Ưu Kiếm của khai hoàng một chút nào. Quan trọng hơn là, số lượng trọng bảo này còn nhiều đến cả 100 món. Lấy ra 1-2 món thì cũng thôi đi, lấy ra một lúc nhiều bảo vật như thế,
tứ đế cổ thần cộng lại cũng không có tài lực mạnh mẽ như thế. Tiếp tục nung chảy nhiều bảo vật như thế, chỉ sợ có thể chất đầy một vùng biển rộng. Đông đế Thanh Long lắc đầu, thấp giọng nói, kiếm gì mà cần dùng nhiều nguyên liệu thần thánh như vậy? Loại kiếm này vốn dĩ không thể luyện được, nhiều thần kim và thần liệu như thế, có thể dùng hết 1% là tốt rồi. Khai Hoàng nghe thế, hơi nhíu mày, rút Vô Ưu kiếm ra, lạnh nhạt nói, Đông đế có biết thanh kiếm này của ta dùng bao nhiêu thần kim và thần liệu không? Đông đế Thanh Long đánh giá Vô Ưu kiếm, chỉ thấy thanh kiếm này dài khoảng 4 thước, có lẽ luyện chế một thanh kiếm như thế không cần dùng quá nhiều vật liệu. Thế nhưng, danh tiếng của Vô Ưu kiếm là uy lực kinh người, Khai Hoàng đã từng dựa vào thanh kiếm này vào thiên đình, đấu thiên minh, chém thiên đế. Tất nhiên trọng bảo như thế này không thể chỉ dùng mấy cân thần kim mà chế tạo ra được. Bên trong thanh kiếm này của ta ẩn chứa 33 tầng chư thiên, thần kiếm rỗng, có thể cất toàn bộ Vô Ưu hương vào trong này. Khai Hoàng thu kiếm, lạnh nhạt nói, Lý Du Nhiên luyện kiếm cho ta, số thần kim thần liệu hắn sử dụng đâu chỉ chất thành núi. Dù mấy trăm ngọn núi lớn cũng không luyện ra được một thanh kiếm như thế. Đông đế, đại đạo chú tạo đã là một loại đại đạo, không phải là thứ ngươi có thể suy đoán được. Đông đế Thanh Long hậm hực không nói, dựa theo tính tình của hắn, nếu đổi lại là người khác nói như vậy thì sớm đã bị hắn ra tay tiêu diệt rồi. Nhưng người nói lại là Khai Hoàng, hắn chỉ có thể nghe. Sau khi nung chảy trên dưới trăm món trọng bảo, ngàn vạn thiên công bắt đầu chế tạo tầng chư thiên thứ nhất của kiếm thần, vô số thần kim và thần liệu giống như nước chảy đưa đến bên người từng vị thiên công thân hình to lớn cơ bắp, được rèn thành hình, vật liệu tiêu hao nhiều đến mức khiến người ta líu lưỡi. Họ đang rèn đúc trọng bảo, một trọng bảo tượng trưng cho thời đại Diên Khang. Diên Khang bị thiên đình cấm chế tạo trọng bảo, trong một thời gian dài, Diên Khang ngoài luyện chế thuyền bè cỡ lớn của một ít loại lâu thuyền đại hạm ra, thì chỉ luyện chế cầu linh năng đối thiên, có điều thiên đình đã tính toán sai thực lực của Diên Khang. Đây chính là lúc năng lực chế tạo của Diên Khang có thể được tỏa sáng. Huyền đế và vũ đế đã bắt đầu ra tay, dẫn nước biển của biển thiên em, tôi luyện thần binh, nước thiên cực lạnh cực âm dùng để tôi rèn bảo vật là tốt nhất. Sau khi tôi rèn, đạo hỏa ngày càng nóng lên, lại nung đỏ chư thiên đã luyện xong lần nữa, gần như nóng chảy. Ngàn vạn thiên công đứng bên ngoài chư thiên thứ nhất nhân cơ hội rèn luyện, búa lớn giơ lên đập xuống, tiếng động rung trời. Một bên khác, ngàn vạn trận sư đang thôi thúc trận pháp, đánh phù văn đại đạo và đạo văn, đạo liên của Tần Mục vào trong bảo vật, khiến pháp tắc đại đạo của Tần Mục lọt xuống dưới búa, lạc ấn ngày càng sâu theo lực đánh của thiên công. Nhị đế Huyền Vũ lại ra tay lần nữa, dẫn nước thiên lên, giảm nhiệt cho chư thiên thứ nhất, khiến chư thiên thứ nhất của kiếm thần trở nên cứng cáp và vững chắc hơn. Tôi luyện cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Trải qua mấy chục lần tôi luyện, lúc này chư thiên thứ nhất mới hình thành, dù là 9 tầng đạo hỏa cũng không thể nung chảy. Đông đế Thanh Long nhìn chư thiên thứ nhất mà thầm giật mình, phù văn đại đạo của Tần Mục hình thành mặt trời, mặt trăng, sao, núi, đồng bằng, sông ngòi, ao hồ, biển cả, mây mù, ánh sáng và sấm sét trong chư thiên thứ nhất, quả thật loại tài năng luyện khí này nằm ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng những thứ này có liên quan gì đến kiếm? Hắn không hiểu lắm. Khi tầng thứ nhất hình thành, kim khí lập tức mạnh mẽ tuôn trào từ trong chư thiên thứ nhất, bắn ra uy năng vô cùng kinh khủng, đe dọa đến rất nhiều thiên công đang luyện chế bảo vật. Chính vào lúc này, Tây Đế Bạch Hổ ra tay, ép kim khí trong 9 tầng đạo hỏa, làm cho kim khí ẩn vào bên trong bảo vật của chư thiên thứ nhất, không dò ra ngoài. Động tác của vị nữ đế này giống như đang nhảy múa trong đạo hỏa, cảnh đẹp ý vui. Ngàn vạn thiên công và trận sư làm việc không ngừng nghỉ, chế tạo chư thiên thứ hai. Thời gian trôi qua từng ngày. Đợi đến khi nhóm thiên công chế tạo ra chư thiên thứ 13, lúc này đám người Đông Đế Thanh Long mới nhìn thấy kiếm ở đâu. Chỉ thấy từng tầng chư thiên chồng chất lên nhau, cùng tạo nên thân kiếm. Chuôi kiếm, lưỡi kiếm và thân kiếm đều đang hình thành từng chút một ngay dưới búa của những người khổng lồ. Điều càng khiến người ta kinh ngạc là, Tần Mục lấy đại đạo của bản thân lạc ấn từng tầng chư thiên, tầng này mạnh hơn tầng kia, đại đạo dùng cho mỗi tầng chư thiên gần như không giống nhau. Đây mới là điểm đáng sợ của Mục Thiên Tôn. Đợi đến khi nhóm thiên công luyện xong tầng chư thiên thứ 23, đại đạo của Tần Mục mới tiêu hao hết, người câm đang muốn dừng lại, Lý Du Nhiên lắc đầu nói, luyện tiếp đi, để lại dự phòng. Người câm gật đầu, tiếp tục luyện chế với các thiên công, mãi đến khi luyện đến tầng chư thiên thứ 36 mới dừng lại. Nhóm cao thủ kiếm đạo là Trưởng Thôn, Khai Hoàng và Giang Bạch Khuê đồng loạt thi triển kiếm đạo của bản thân. Trên biển thiên em, trong tổ địa đạo hòa, kiếm đạo đan sen vang lên, rèn luyện kiếm thần, sau một lúc lâu mới ngừng lại. Thậm chí Khai Hoàng còn tế Vô Ưu kiếm của mình để kích thích kiếm khí, kiếm quang và kiếm ý của thanh kiếm thần, mài giũa kiếm thần. Đông đế thở phào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh sau cơn khiếp sợ, thấp giọng nói, luyện thành kiếm thần chưa? Tuy đã luyện xong kiếm thần, nhưng số lượng thần kim và thần liệu chưa dùng hết vẫn còn rất nhiều. Hắn vừa nói đến đây, chỉ thấy kiếm đạo đầy trời biến mất, cao thủ kiếm đạo tới tấp thu hồi kiếm thần của mình, mà những thiên công kia nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục rèn đúc. Đông đế Thanh Long trợn mắt lên, không hiểu nổi.
luyện thành tầng lĩnh vực thứ nhất rồi. Khai Hoàng bên cạnh chỉ điểm cho hắn, nói, đằng sau vẫn còn có 35 tầng lĩnh vực. Vẻ mặt Đông Đế Thanh Long ngớ ra, đột nhiên cười ha hả nói, Mục Thiên Tôn, vật liệu thì đủ rồi, nhưng năng lực dùng kiếm của người đã đủ chưa? Nếu thật sự luyện thành kiếm thần 36 tầng lĩnh vực, chỉ sợ ngươi cũng không khống chế nổi chí bảo này đâu nhỉ? Khai Hoàng lạnh nhạt nói, tố chất và năng khiếu của Mục Thiên Tôn về kiếm đạo không kém ta, thậm chí cao hơn ta. Dù hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng là thế hệ sau của ta, huyết mạch của Tần gia trời sinh đã dung hòa với kiếm đạo. Chẳng qua hắn bị thế sự quấn thân, tốn sức lực vào những chuyện khác quá nhiều. Hắn im lặng một lát, nói, khi hắn còn nhỏ, kiếm pháp của hắn đã là bậc nhất trong trăm vạn năm qua. Người có thể khống chế thanh kiếm ở trình độ này trên thế gian cũng chỉ có hắn. Đông Đế Thanh Long không thoải mái, nghĩ thầm, chẳng qua là ngươi nói khoác thay Mục Thiên Tôn thôi, hắn làm gì xứng với lời khen như vậy. Luyện chế 36 tầng lĩnh vực kiếm thần tốn rất nhiều thời gian, dù là cường giả cảnh giới đế tọa như Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, cũng không thể rèn đúc liên tục. Ngay cả hắn cũng cần nghỉ ngơi mấy lần, thì có thể tưởng tượng được những người khác sẽ thế nào. Chỉ có tinh thần Tần Mục vẫn dồi dào hệt như trước, dường như nguyên khí trong cơ thể hắn mãi mãi không bao giờ tiêu hao hết. Đông Đế Thanh Long có hơi hối hận vì đã tới sớm, có điều Nam Đế chuyển thế sống lại đích thân đến Đông Cực Thiên mời, hắn không thể không đến. Nhưng tốn nhiều thời gian như thế, trong lòng hắn khá là không vui. Tần Mục mời hắn đến là muốn mượn sức mạnh của hắn, lạc ấn khí huyết của Tần Mục vào trong kiếm thần, bước này được gọi là tế kiếm. Khí huyết của Đông Đế Thanh Long vô cùng thâm sâu, chỉ hắn mới có thể giúp Tần Mục lấy khí huyết tế kiếm. Có điều chỉ khi kiếm thần luyện thành mới cần khí huyết tế kiếm, cho nên mấy ngày nay, hắn chỉ có thể nhìn những người khác luyện chế bảo vật. May mà mấy ngày nay Mười Thiên Tôn không hề ở trong thiên đình, mà là ở trong thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, đến giờ vẫn chưa ra. Vì thế dù hắn rời khỏi Đông Cực Thiên cũng không có vấn đề gì lớn. Thanh kiếm thần này đã được luyện chế nhiều lần, tạo ra tầng tầng lĩnh vực, tốn rất nhiều thời gian. Dần dà, nhiều thần kim và thần liệu như thế cũng càng ngày càng vơi đi. Thiên Nương Nương thấy nước biển của biển thiên dần dần vơi đi, mực nước giảm xuống rất nhiều thì có chút đau lòng. Mấy tháng nữa lại trôi qua, trong tổ địa đạo hỏa, kiếm uy của kiếm thần ngày càng mạnh, khiến rất nhiều thiên công không chịu nổi, phải lui khỏi tổ địa, chỉ còn lại Tần Mục, Người Câm và Lý Du Nhiên vẫn còn có thể chống đỡ, tiếp tục rèn kiếm thần tốt nhất. Tần Mục và Người Câm thôi thúc uy năng của tổ địa đạo hỏa đến mức cao nhất, nhưng dù là tổ địa đạo hỏa cũng dần dần không thể thiêu đốt nóng chảy kiếm thần, để thuận tiện cho việc tôi rèn. Nam Đế Chu Tước thấy thế thì thấp giọng nói với Yên Nhi, ngươi dẫn ta vào trong tổ địa, thay ta ngăn chặn kiếm uy, để ta kích thích uy năng của tổ địa. Cơ thể Yên Nhi rung lên, hóa thành long tước, cõng nàng bay vào trong 9 tầng tổ địa. Nam Đế Chu Tước xuất nguyên thần, dẫn động đạo hỏa, sức mạnh của đạo hỏa lập tức lại tăng lên lần nữa. Đám người Tần Mục lập tức tăng nhanh tốc độ, nhân cơ hội rèn đúc. Yên Nhi cố gắng dùng hết sức mạnh của bản thân chống lại kiếm uy trong tổ địa đạo hỏa. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn còn có thể chịu được, nhưng sau một quãng thời gian dài, nàng đã vô cùng mệt mỏi. Kiếm uy bộc phát ra từ bên thanh kiếm thần chưa hoàn toàn luyện thành càng ngày càng mạnh, mà kim khí cũng càng ngày càng khó mà áp chế, hình thành lĩnh vực kiếm đạo tự nhiên ở xung quanh, kim khí như kiếm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Chẳng mấy chốc, cơ thể Yên Nhi đã đầy dẫy vết thương, Nam Đế thấy thế thì hơi đau lòng, nhưng cũng biết lúc này là thời kỳ quan trọng, không thể qua loa, chỉ đành toàn tâm toàn ý thôi thúc uy năng đạo hỏa của tổ địa. Nàng là thần thánh sinh ra từ trong tổ địa đạo hỏa, tuy nhục thân đã bị Hỏa Thiên Tôn lấy đi luyện hóa, đại đạo trong cơ thể cũng bị Hỏa Thiên Tôn cưỡng ép cướp đoạt biến thành tu vi của hắn, nhưng hồn phách của nàng lại là linh hồn thuần khiết sinh thành trong tổ địa, trình độ khống chế tổ địa đạo hỏa còn cao hơn Người Câm một bậc, chẳng qua kim khí ở nơi này quá mạnh, hai mẫu tử nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Chính vào lúc này, đột nhiên Tây Đế Bạch Hổ nhảy vào trong tổ địa, tiếng kèn lệnh vang lên, cố gắng hết sức áp chế kiếm uy, lúc này mẫu tử Nam Đế mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng kiếm uy càng ngày càng mạnh, Tây Đế Bạch Hổ cũng sắp không chịu nổi, đôi tai hổ không ngừng rung rung. Tôi luyện. Đột nhiên, Người Câm vẫn luôn im lặng hô lên một tiếng. Giọng nói cả như sấm, đôi phu thê Huyền Đế và Vũ Đế nhìn nhau, lập tức thi triển pháp lực, gom lấy nước biển thiên êm. Mặt biển thiên lập tức hạ xuống một tầng. Nước biển hóa thành huyền quy và đằng xà, xông vào tổ địa đạo hỏa dưới sự điều động của nhị đế. Tay áo của nhị đế bay phần phật, liên tục lạc ấn các loại đạo pháp, dùng đạo hạnh của bản thân chống lại 9 tầng đạo hỏa trong tổ địa, trên trán ứa mồ hôi lạnh, sức lửa quá mạnh, dựa vào thực lực của hai người chúng ta thì khó mà áp chế, chúng ta nên chuyển tổ địa của mình tới nhị đế. Nhìn nhau một cái, hai người đột nhiên hiện chân thân, hóa thành thần thánh huyền vũ, chân đạp biển thiên êm, xông vào trong tổ địa đạo hỏa. Đưa nước thiên vào 9 tầng tổ địa, tôi luyện kiếm thần. Khai Hoàng nhíu mày, tuy hắn không phải là cao thủ đại đạo chú tạo, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra nguyên nhân Người Câm vẫn luôn không mở miệng là vì muốn khống chế đạo tâm của bản thân, để đạo tâm của bản thân dung hợp với tổ địa đạo hỏa,
khống chế đạo hỏa ở mức độ lớn nhất. Là một đại sư của đại đạo chú tạo, hắn cần phải cẩn thận tỉ mỉ khống chế đạo hỏa, mở miệng nói chuyện có thể khiến bản thân xuất hiện sơ suất. Bây giờ, người câm mở miệng nói chuyện chứng minh luyện kiếm đã đến thời kỳ cuối cùng quan trọng nhất. Cuối cùng cũng sắp luyện thành kiếm thân rồi sao? Hắn không khỏi được hơi kích động, vô ưu kiếm trong vỏ kiếm kêu keng keng, gần như muốn tự động bay ra từ trong vỏ kiếm. Khai Hoàng quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy lúc này bội kiếm của trưởng thôn Tô Mạc Già, quốc sư Giang Bạch Khuê cùng ngàn vạn cao thủ kiếm đạo của Diên Khang, cũng đang kêu leng keng, thậm chí có những thanh kiếm đã mất khống chế khỏi tay chủ nhân, bay lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn, sau đó từng thanh kiếm khác cũng từ từ bay trên bầu trời. Lúc những thanh kiếm kia bay lên, âm thanh vù vù đồng loạt vang lên hệt như một trận vũ bão. Thanh kiếm này quá mạnh. Khai Hoàng tập trung cao độ trấn áp vô ưu kiếm của mình. Hắn chính là đế hoàng của kiếm đạo, nếu vô ưu kiếm của bản thân hắn cũng bay ra khỏi vỏ, tham gia vào trận vạn kiếm này, vậy thì chẳng phải hắn tự nhận bản thân mình kém hơn Tần Mục hay sao? Tuy hắn rất kỳ vọng vào Tần Mục, nhận thấy tiềm lực tư chất của Tần Mục rất kinh người, nhưng bàn về kiếm đạo, Tần Mục vẫn còn kém xa. Trong tổ địa, Tần Mục, Lý Du Nhiên và người câm hóa thành ba người khổng lồ cao ngất, dùng nguyên khí của mình làm búa, rèn luyện kiếm thần. Kiếm thần cao tới vạn trượng, cho dù ba người khổng lồ bọn họ cũng lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé trước kiếm thần. Búa thần mà bọn họ luyện chế đã bị kiếm uy trong thanh kiếm thần cắt nát, bây giờ chỉ có nguyên khí của bản thân bọn họ mới có thể rèn đúc được. Thế nhưng, từng phù văn nhỏ nhất trong nguyên khí của bọn họ cũng đã bị kiếm khí cắt thành bụi phấn. Ba người khổng lồ ứa mồ hôi, người mù thấy thế lập tức ném ra một tấm trận đồ, bao phủ tất cả trận sư. Yên Vân Hề thấy thế không giấu nổi vẻ kinh ngạc, cũng nhảy vào trong trận đồ. Trận đồ của người mù vừa tung ra, tất cả trận sư lập tức hóa thành một phần của trận pháp. Pháp lực của mọi người hội tụ, kết thành một thể, hóa thành tầng tầng thiên cung, tạo thành một tòa đại thiên đình trong trận pháp. Dù là Yên Vân Hề cũng biến thành một phần của trận pháp. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở phía dưới là núi non thiên đình trùng điệp, tăng cường đại đạo trận pháp lên đến đỉnh cao, cho nên không khỏi khen mãi không thôi. Người mù là trung tâm của trận đồ, dẫn theo ngàn vạn trận sư cùng bước vào tổ địa đạo hòa. Mọi người hợp lực quát lớn, thôi thúc trận pháp, lạc ấn lĩnh vực đại đạo của Tần Mục vào trong kiếm. Cùng lúc đó, người mù lại khống chế trận pháp, tập hợp sức mạnh của mọi người, đánh từng tầng trận thế vào trong búa nguyên khí của ba người, để búa nguyên khí không đến mức bị kiếm uy chấn động đến vỡ nát. Tần Mục, Lý Du Nhiên và người câm liên tục gào thét, từng nhát búa cứ vung lên rồi lại đập xuống, không ngừng đúc tạo kiếm thần. Khí huyết của ba người bốc hơi, mồ hôi toàn thân bốc hơi, hóa thành làn khí trắng xóa bay lượn quanh bọn họ, dung hợp với khí huyết hệt như một con rồng trắng xuyên qua biển, hình thành thực thể. Khí huyết hình thành từ mồ hôi của bọn họ chuyển động, thậm chí truyền đến từng đợt tiếng thở, tiếng gầm của rồng. Đột nhiên, người câm lại quát lên lần nữa, tôi luyện kiếm đạo. Ba người cùng lùi về sau, để chống một khoảng không gian. Trong đạo hỏa, đột nhiên kiếm uy của thanh kiếm thần phá bỏ áp chế của Tây Đế Bạch Hổ, khiến da thịt trắng hơn tuyết trên khuôn mặt Tây Đế Bạch Hổ xuất hiện một vết máu. Trong nháy mắt kiếm uy phá tan áp chế của Tây Đế Bạch Hổ, bầu trời thiên giới xuất hiện một lỗ hổng, kiếm quang sáng rực bay lên trời, đâm thủng thiên giới, quét sạch huyền đô. Trong huyền đô, từng ngôi sao đột nhiên vụt tắt, ngân hà và thiên hà thật dài bị kiếm quang cắt đứt, lộ ra vết nứt vô cùng lớn, mãi vẫn chưa thể khép lại. Tây Đế Bạch Hổ cắn răng, thổi kèn hiệu chiến đấu, cố gắng áp chế kinh khí đang bắn ra. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn thanh kiếm vừa bay lên hình thành một cơn lũ, kiếm đạo sôi sục, ầm ầm xông vào chín tầng đạo hỏa, bay lên bay xuống quay quanh kiếm thần. Keng keng keng, vô số âm thanh giòn giã gần như vang lên cùng lúc, những thanh kiếm kia vẫn chưa đâm trúng kiếm thần, nhưng lại giống như chém nhau với kiếm thần. Trong nháy mắt, gần như tất cả kiếm thần đều bị áp chế lại. Đột nhiên, một đường kiếm quang bay đến, Khai Hoàng Tần Nghiệp đè tay trên chuôi vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ mà thân thể hắn đã hóa thành một đường kiếm quang. Khai Hoàng bước rộng như bay, xông vào bên trong chín tầng đạo hỏa. Một tiếng keng vang lên, vô ưu kiếm thoát khỏi vỏ, người hắn đi theo kiếm, chuyển động lên xuống xoay quanh kiếm thần, thi triển kiếm đạo 35 trọng thiên. Từng tiếng keng 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 vang lên giòn giã, mỗi một kiếm của Khai Hoàng đều đâm chính xác vào kiếm thần giống như đang tranh đấu với một cao thủ kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn được thi triển, kiếm uy của kiếm thần cũng theo đó bắt đầu thu vào trong, rút vào trong thân kiếm. Hắn triển khai ra lĩnh vực kiếm đạo, những cao thủ kiếm đạo khác lập tức giảm bớt áp lực, ai nấy đều thi triển kiếm đạo mà bản thân lĩnh ngộ được, ngàn vạn đạo uy của kiếm bắn ra, cái nào cái nấy đều không tầm thường. Trong đó, lĩnh vực kiếm đạo của tiền quốc sư Giang Bạch Khuê và trưởng thôn Tô Mặc Già khiến người ta chú ý nhất. Người câm đột ngột quát lên một tiếng, "Mục Nhi, lạc ấn khí huyết." Tần Mục thi triển lĩnh vực thần tàng, thôi thúc bá thể tam đan công, khí huyết điên cuồng xông lên trời, cuồn cuộn tuôn vào trong kiếm thần. Nhưng dù cho khí huyết của hắn vô cùng mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng khó
mà dung hợp với kiếm uy, hòa vào trong thân kiếm. Đông Đế Thanh Long nhíu mày, y phục tung bay, không lập tức ra tay mà nghĩ thầm, để ta đợi lâu như vậy, một câu xin lỗi cũng không có, ta cũng để ngươi đợi một chút. Bỗng nhiên vỏ vô ưu kiếm ầm ầm bay đến, cắm dưới chân hắn. Mắt trái của Đông Đế Thanh Long giật giật, tiến lên một bước, khí huyết hồng mông màu tím ở khắp nơi cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Tần Mục, giúp cho khí huyết Tần Mục tăng mạnh. Có sự giúp đỡ của hắn, khí huyết của Tần Mục lập tức có thể dung hợp với kiếm uy, kiếm khí hạ xuống, hòa vào trong thân kiếm. Kiếm thần từ từ thu nhỏ lại, dung hợp với khí huyết của Tần Mục, có xu hướng dung hợp lẫn nhau. Dung hòa khí huyết là bước quan trọng nhất, bởi lẽ như vậy thì thanh kiếm mới có thể biến hóa theo ý của bản thân, biến thành thần binh của bản thân. Kiếm thần càng ngày càng nhỏ, từ vạn trượng biến thành trăm trượng, lại từ trăm trượng biến thành 10 trượng, dần dần thu nhỏ đến 1 trượng 2, 1 trượng 3. Đông Đế Thanh Long cũng cảm thấy khí huyết của bản thân đang nhanh chóng mất đi. Trong tứ đế cổ thần, khí huyết của hắn mạnh nhất, nếu như cưỡng ép tiêu hao khí huyết, trái lại cũng có thể giúp Tần Mục hoàn toàn luyện thành kiếm thần, nhưng như vậy sẽ khiến hắn tổn thất một phần tu vi. Hắn đang do dự, bỗng nhiên kèn hiệu của Tây Đế Bạch Hổ bay đến đỉnh đầu hắn, tiếng kèn lệnh ù một tiếng dài vang lên bên tai hắn. Khí huyết của Đông Đế Thanh Long lập tức tăng vọt thêm mấy phần, khí tím cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể Tần Mục. Khí huyết của Tần Mục điên cuồng tăng vọt, tràn vào trong kiếm thần ba trượng. Kiếm thần ngày càng nhỏ, hóa thành một thanh kiếm năm thước. Đông Đế Thanh Long tức giận liếc Tây Đế Bạch Hổ một cái, chỉ thấy vị nữ đế kia cũng đang quay đầu nhìn hắn, lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn. Cơn tức giận trong lòng Đông Đế Thanh Long hoàn toàn biến mất, hắn nghĩ thầm, nha đầu này rất đáng yêu, chẳng qua khó mà có được, quên đi, không tính toán với nàng. Một thanh kiếm thần năm thước cắm ở chính giữa chín tầng đạo hỏa, kiếm quang giống như một hồ nước tuyết trắng, còn kiếm thần giống như cắm trên mặt hồ, thỉnh thoảng vang lên thứ âm thanh lanh lảnh, tạo ra từng vòng gợn sóng lan ra xung quanh. Mọi người thấy thế thì dồn dập thu hồi kiếm của mình, Nam Đế cũng không thôi thúc tổ địa đạo hỏa nữa, người mù thu hồi trận đồ, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên nhìn về phía người câm, chỉ thấy người câm vẫn đứng sừng sững trong đạo hỏa, nhắm mắt tập trung suy nghĩ, đạo vận trên người càng ngày càng mạnh. Lý Du Nhiên cười lên, nhẹ nhàng lùi ra. Tần Mục bước về phía trước, rút thanh kiếm thần lên, toàn bộ kiếm quang giống như hồ nước đều trở về thân kiếm. Hắn nắm chặt kiếm thần, khẽ chém một cái, một tiếng vút vang lên. Bên ngoài Huyền Đô, một ngôi sao đột nhiên vụt tắt, rơi xuống khỏi Huyền Đô. Kiếm tốt. Khai Hoàng bước tới, đánh giá thanh kiếm trong tay hắn, hỏi, có tên không? Có. Bạn đang xem Mục Thần Ký tại kênh YouTube Recap Phim. Tay trái Tần Mục bấm kiếm quyết, trượt nhẹ từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, trong mắt lấp lánh kiếm quang, phun ra một ngụm chân nguyên. Tên của nó là Kiếp. Kiếp. Khai Hoàng nhìn Tần Mục, chỉ thấy hắn nhấc kiếm thần lên, mượn hào quang từ Huyền Đô dọi xuống, quan sát thanh kiếm thần, trong lòng không giấu được vẻ hoảng loạn. Kiếp vận minh mông, số phận thăng trầm. Thời đại Khai Hoàng, Thượng Hoàng và Xích Minh năm đó, 10 thiên tôn hàng kiếp diệt thế hết lần này đến lần khác, khiến thời đại huy hoàng thịnh thế cứ thế biến thành tro bụi. Trong những kiếp vận này, từng vị đế hoàng hào quang sáng chói, từng nền văn minh được kế thừa từ xưa đến nay cuối cùng đã suy vong. Cho dù là thời đại Khai Hoàng cũng thành giấc mộng hão huyền. Đối mặt với kiếp vận hiện nay, ai có thể nắm chắc mái chèo đạp gió rẽ sóng, đưa chúng sinh vượt qua độ kiếp? Khai Hoàng không nắm chắc. Hiện tại, kiếm thần của Tần Mục mang cái tên là Kiếp, tức là hắn thấy được tương lai 10 thiên tôn sẽ hàng kiếp tại Diên Khang ư? Hay hắn sắp sửa hàng kiếp cho thiên đình? Có lẽ là cả hai. Uy lực của kiếp kiếm hoàn toàn thu lại ở bên trong, nhìn từ bên ngoài, thanh kiếm này rất bình thường, không có gì nổi bật, không có ấn ký đạo văn phức tạp, cũng không trang trí dư thừa, trông như Tần Mục đang nắm một tia sáng trong tay, có điều là có thêm lưỡi dài và mũi kiếm mà thôi. Nhưng những người từng tham gia đúc kiếm lần này đều biết, thanh kiếm này đáng sợ như thế nào. Khi thanh kiếm này rèn thành công, nó còn cần đám người tứ đế cổ thần và Khai Hoàng cùng tôi luyện và áp chế. Khi kiếm được luyện thành, sức mạnh của nó vượt qua cả bầu trời. Kiếp kiếm khiến chấn động bầu trời, bắn rơi ngôi sao. Bảo vật của thiên tôn cũng không hề gây nên động tĩnh lớn như vậy. Tần Mục nắm chặt kiếm, suy nghĩ một chút, tiện tay làm một vỏ kiếm bằng gỗ, sau đó nhét kiếp kiếm vào trong đó. Không có vỏ kiếm nào có thể xứng với thanh kiếm thần này, bởi lẽ nếu kiếm uy được phát huy hoàn toàn, cho dù là vỏ kiếm tốt nhất thiên hạ cũng không chịu nổi, vì vậy chi bằng để tránh phiền phức, dùng vỏ kiếm đơn giản bình thường nhất để che đậy uy lực của kiếm thần. Năm đó ngươi dựa vào kiếm thuyết phục ta, khiến ta rời khỏi Vô Ưu Hương. Về sau, ngươi từ bỏ kiếm, đổi sang dùng thần thông. Khai Hoàng đi đến trước mặt Tần Mục, nói, bây giờ ngươi đã nhấc kiếm lên một lần nữa, vậy thì đừng phụ lòng nó. Tần Mục gật đầu, nói, kiếm của ta không phải kiếm đạo đơn thuần, ta dùng kiếm để giết người. Thần thông không phải dùng để giết người sao? Làm mọi việc theo đạo, bảo vệ lòng chính trực, không trái với bản ngã, không trái với sơ tâm, vậy thì sao kiếm trong tay làm lại biến thành kiếm giết người được? Khai Hoàng cất bước rời đi, thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn,
ngươi là thiên tài kiếm đạo, nhưng bản thân ngươi lại không chú ý tới điểm này. Ngươi cảm thấy đại đạo thần thông và kiếm đạo không hợp nhau, nhưng ngươi lại chưa từng nghĩ đến việc thần thông kiếm đạo là thần thông, mà thần thông cũng là thần thông, cho nên hai thứ có thể tương thông dung nạp nhau. Trong đầu Tần Mục ong ong, bế tắc. Đột nhiên, lời của Khai Hoàng giống như mở ra một cánh cửa cho hắn, khiến hắn không khỏi kích động. Thần thông và kiếm đạo dung hợp lẫn nhau, đây là đạo lý dễ hiểu nhất, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới. Lúc trước hắn tham ngộ thần thông, tu luyện đến trình độ thần thông nhập đạo 23 trọng thiên. Hắn đã cố gắng rất nhiều, tham ngộ đủ loại đại đạo, nhưng lại buông bỏ kiếm đạo. Hắn vì cái chết của người què mà động lòng giết người, vì vậy chuyển sang kiếm đạo, nhưng hắn cũng biết kiếm đạo của hắn chỉ tu luyện đến trọng thiên thứ ba, muốn tiến thêm bước nữa thì vô cùng khó khăn. Nhưng một câu nói chỉ điểm của Khai Hoàng lại khiến hắn thấy được một khả năng vô cùng lớn, đó chính là dung hợp thần thông đạo cảnh và đạo cảnh của kiếm đạo với nhau. Đột nhiên hắn không kìm được nhảy lên, đạp vào hư không, rút kiếp kiếm ra, kiếm quang bay lượn tùy ý, kiếm đạo và đạo thần thông cứ như vậy mà giao hòa với nhau. Trong tay hắn, kiếm quang tự nhiên thi triển thiên địa tứ tôn ấn, hóa thành trời tròn đất vuông, hình thành hỉ nộ ái ố, cảm xúc ẩn chứa trong kiếp kiếm, thần thông nhập đạo và kiếm đạo dung hợp hoàn mỹ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Kiếm pháp biến đổi, lại hóa thành huyền môn thiên địa, kiếm quang vẫy vùng tách ra rồi nhập vào, tạo nên một cánh cổng kế trời liền đất nối liền với nhân gian. Kiếm quang trong tay hắn đâm xuyên qua thiên hà, tứ cực thiên địa lại hiện lên. Hắn dùng kiếm đạo viết chữ, vẽ tranh, tứ đế cổ thần là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ sừng sững đứng trên tứ cực thiên hà. Hắn liên tiếp thi triển, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ trong lòng, không che giấu nổi sự hưng phấn và kích động. Khai Hoàng quay trở lại thiên giới, Yên Vân Hề và Lý Du Nhiên cất bước đi theo sau hắn. Khai Hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm đạo tung hoành trên bầu trời, đâm xuyên hư không, rất chói mắt. Ở nơi đó, Tần Mục biến những kiến thức mà bản thân tham ngộ được một cách chi tiết, tỉ mỉ thành kiếm đạo. Tu dưỡng kiếm đạo của hắn tiến bộ nhanh chóng, vượt lên ngàn dặm, khiến bản thân Khai Hoàng khen ngợi không ngớt. Kiếm đạo đã ăn sâu vào trong xương cốt của người Tần gia. Hắn nở nụ cười, xoay người tiếp tục tiến lên. Lúc này, một lão giả ngăn cản đường hắn đi. Lão giả kia nhát gan, sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng hắn. Nhân Hoàng Tô Mạc Giả. Khai Hoàng dừng bước, quan sát lão giả này, chỉ thấy trưởng thôn Tô Mạc Giả nhìn hắn với ánh mắt né tránh, không dám đối mặt với hắn. Khai Hoàng nói, ngươi ngăn ta lại là muốn đánh bại vị thần trong lòng mình, nhưng lại không dám ra tay, chẳng lẽ ngay cả kiếm ngươi cũng không dám cầm ư? Yên Vân Hề và Lý Du Nhiên dừng bước, nhìn trưởng thôn. Lòng bàn tay của trưởng thôn từ từ siết thanh kiếm ở ngay eo hắn, thế nhưng lại run rẩy, thật sự không giống tay cầm kiếm. Tay cầm kiếm phải giống như Khai Hoàng, vô cùng trầm ổn. Bởi vì tay của cường giả kiếm đạo phản ánh tu dưỡng đạo tâm. Tay cầm kiếm phải vững vàng như đạo tâm, không chút dao động, một kiếm định giang sơn, một kiếm bình thiên hạ đều cần trình độ của đạo tâm. Trưởng thôn Tô Mạc Già là người thứ hai tìm hiểu ra kiếm vực, trình độ kiếm đạo của hắn cực cao, Diên Khang có thể xuất hiện nhiều cao thủ kiếm đạo như vậy, có thể nói công lao của hắn không nhỏ. Hắn dốc lòng dạy dỗ bồi dưỡng, kiếm đạo Diên Khang mới có thể mạnh lên một cách nhanh chóng như vậy, nhưng sau khi hắn tìm hiểu ra kiếm vực thì lại khó tiến lên một bước. Thậm chí ngay cả tu vi cảnh giới cũng không thể tiến thêm bước nữa. Vì tu dưỡng kiếm đạo của hắn thực sự quá cao, cao đến nỗi khi hắn dùng kiếm đạo, là có thể nhìn thấy phía trước hắn có một người khổng lồ cực kỳ mạnh mẽ, đang đứng sừng sững, giống như không thể leo lên, không thể vượt qua đỉnh cao. Người kia chính là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp là đệ nhất kiếm đạo của hắn lạc ấn 35 tầng hư không, bất cứ ai bước chân vào kiếm đạo, lĩnh ngộ ra kiếm vực đều sẽ nhìn thấy bóng lưng hắn, cảm nhận được sức mạnh kiếm đạo và tu vi uyên thâm đó. Sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Dường như Khai Hoàng là vị thần trong lòng tất cả cường giả kiếm đạo, đồng thời cũng là vị thần không thể đánh bại, đặc biệt là với trưởng thôn Tô Mạc Già, vị thần này ép hắn đến mức không thở nổi. Ngươi muốn ra tay đánh bại vị thần trong lòng, nhưng lại không dám ra tay là vì ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi xuất kiếm, thì tất cả các chiêu thức kiếm quang đều sai. Khai Hoàng nhìn tay trưởng thôn, bàn tay đó vẫn đang run rẩy, còn không thể nắm chặt thanh kiếm của mình. Hắn trầm giọng nói, nhưng ngươi chưa từng nghĩ tới. Mục Thiên Tôn không phải do ta dạy dỗ, kiếm đạo của hắn là do ngươi dạy, ngươi mới là sư phụ của hắn. Trong lòng hắn vốn dĩ không có vị thần nào cả, kiếm đạo của hắn cũng không có vị thần như ta cản đường. Trưởng thôn Tô Mạc Già khàn khàn nói, kiếm đạo của hắn chưa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, bởi vậy khó mà nhìn thấy vị thần ngươi ngăn cản ở phía trước. Sai. Ánh mắt Khai Hoàng dừng lại trên mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói, kiếm đạo của hắn đã đến 29 trọng thiên. Trưởng thôn kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy kiếm đạo bao la của Tần Mục đã biến thành khí hỗn nguyên, thi triển ra chiêu thức đại thần thông nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Đó không chỉ là lý giải về đại đạo thần thông, mà còn là lý giải về cả kiếm đạo của Tần Mục.
Trọng thiên thứ 29 của kiếm đạo cứ thế được thi triển trong tay Tần Mục, lấy kiếm đạo trình bày và giải thích đại đạo Thái Sơ, song lại cực kỳ hài hòa và hoàn mỹ. Thiên tài kiếm đạo này là nhờ ngươi dạy, ngươi bồi dưỡng, ta không dạy được. Bàn tay Khai Hoàng đè chui Vô Ưu kiếm lại, trầm giọng nói, ngươi có thể dạy dỗ được đệ tử có 102 như vậy, nhưng ở trước mặt ta, ngay cả kiếm cũng không dám xuất ư. Là ngươi nói cho hắn biết hắn là bá thể, là ngươi bồi dưỡng hắn có lòng tin vô địch, là ngươi chỉ dạy hắn đối nhân xử thế như thế nào, hắn không có vị thần nào trong lòng chính là vì có ngươi bồi dưỡng. Chẳng lẽ sư phụ như ngươi lại không làm được sao? Rút kiếm. Đôi mắt trưởng thôn ngày càng sáng, bàn tay ngày càng vững. Đột nhiên một tiếng keng vang lên, trưởng thôn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bay đầy trời. Khai Hoàng rút Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang va chạm, hai bóng dáng tấn công lẫn nhau, đan xen qua lại. Khai Hoàng dừng bước, sau lưng, trưởng thôn Tô Mặc giả tóc trắng xóa, thu kiếm vào vỏ, cơ thể vững vàng đứng đó. Phụt phụt phụt, trăm ngàn vết thương do kiếm để lại trên người trưởng thôn vỡ ra, khí huyết dồi dào nổ tung, những vết thương này khó mà áp chế. Hắn nở nụ cười, cơ thể lắc lư, đột nhiên ngã xuống đất. Khai Hoàng cắm Vô Ưu kiếm vào trong vỏ, một sợi tóc ngay thái dương từ từ rơi xuống. Hắn quay đầu lại nói, Tô Mặc già, người đã thoát khỏi cái bóng của ta, có thể coi như đạo hữu kiếm đạo rồi. Trưởng thôn bị kiếm của hắn đả thương đến phổi, thở hổn hà hổn hển, nhưng lại cười rất vui vẻ giống như một đứa trẻ, lăn lộn trong bùn máu, lật tới lật lui thanh kiếm trong ngực mình. Khai Hoàng lắc đầu, rời khỏi thiên giới. Yên Vân Hề và Đế Thích Thiên vội vàng đuổi theo hắn. Yên Vân Hề nói nhỏ, bệ hạ nhường hắn sao? Hắn cắt đứt sợi tóc của ngươi, với thực lực của hắn chắc chắn không thể nào làm được. Khai Hoàng lắc đầu, thản nhiên nói, ta nhường hắn về tu vi, nhưng không nhường về kiếm đạo. Kiếm đạo chính là đại đạo công kích, hắn có tư cách, có thực lực chém đứt một sợi tóc của ta. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nói, ta không muốn trở thành người thiên tôn trên lĩnh vực kiếm đạo. Hiện tại không muốn, tương lai cũng không muốn. Người thiên tôn trên phương diện kiếm đạo, Yên Vân Hề giật mình, hiểu rõ ý của hắn. Kẻ đến trước giam cầm, nắm chắc quyền lực, nắm chắc tài nguyên, khống chế tất cả, để kẻ đến sau không có hy vọng vượt qua hắn, đó chẳng phải là người thiên tôn hay sao? Khai Hoàng có nhường trưởng thôn Tô Mặc giả một chiêu hay không? Yên Vân Hề không hề nhìn ra, cho dù Khai Hoàng hay là trưởng thôn thì trình độ kiếm đạo cũng vượt qua nàng rất nhiều. Nhưng nàng có thể cảm nhận được loại tâm cảnh này của Khai Hoàng, tâm cảnh của người thành đạo. Người thiên tôn không thể với tới cảnh giới này. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên quay đầu nhìn về thiên giới. Bên trong tổ địa đạo hỏa của thiên giới, một bóng dáng vĩ đại, hùng tráng sừng sững đứng trong tầng tầng đạo hỏa, đạo cảnh ngày càng thâm sâu. Hắn có thể cảm nhận được đại đạo chú tạo đang không ngừng tiến lên, không ngừng hoàn thiện. Hắn đã không còn là đệ nhất thiên công nữa. Có kẻ đến sau vượt qua hắn, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui vẻ. Tần Mục thu kiếm, đáp xuống đất, cảm ơn tứ đế đã giúp đỡ. Đến khi cảm ơn Đông Đế Thanh Long, Đông Đế cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nợ ta một ân tình. Không có khí huyết của ta giúp đỡ, ngươi không thể luyện thành thanh kiếm như vậy. Uy lực của bảo kiếm còn vượt xa bảo vật của thiên tôn, ân tình này lớn quá, sau này ngươi phải trả lại ta một ân tình mới được. Tần Mục đồng ý, nói, muốn giấy nợ không? Đông Đế đang muốn đồng ý, Thiên Nương Nương lặng lẽ giật áo hắn, thấp giọng nói, đừng lấy. Lần trước Hồng Thiên Tôn đòi hắn viết giấy nợ, ta chính mắt thấy Hồng Thiên Tôn không thể lôi giấy nợ ra, Tần Mục sống chết không chịu thừa nhận rồi giết chết Hồng Thiên Tôn, hồn phi phách tán. Đông Đế Thanh Long dùng mình một cái, cố nở một nụ cười, nói, Thiên Tôn có thể ghi nhớ trong lòng. Còn giấy nợ gì gì đó thì thôi bỏ đi. Tần Mục thở dài, vậy thì tiếc quá. Đông Đế không biết lời này của hắn là có ý gì, cáo từ rời đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa dần, thầm hối hận, viết giấy nợ cho hắn, sau này hắn không lấy ra được, ta có thể không nhận, cứ theo quy củ mà làm. Nhưng không viết giấy nợ, hắn làm ầm lên, ta lại phải trả hắn một ân tình, từ trước đến nay ta rất chú trọng lời hứa. Hắn cảm ơn nhị đế Huyền Vũ, Huyền Đế cười nói, bọn ta và Đại Pháp Sư đã có giao ước từ lâu, cho nên đến đây giúp đỡ, đâu cần nói lời cảm ơn. Phu thê bọn ta còn chưa cảm ơn Thiên Tôn đã chăm sóc khuyển tử ấy chứ. Tần Mục nghiêm mặt nói, những năm nay Lưu Ly Thanh Thiên Tràng rơi vào tay ta, không nói mà đã lấy, trong lòng rất xin lỗi Hiền phu thê. Vũ Đế cười nói, thất phu vô tội, ngọc báu có tội, Thiên Tôn lấy đi Thanh Thiên Tràng là vì giúp khuyển tử chặn kiếp nạn. Phu thê hai người cùng nhau rời đi. Tần Mục đi tới trước mặt Tây Đế Bạch Hổ, cười nói, tỷ tỷ vừa thổi kèn lệnh, kích phát khí huyết của Đông Đế, đúng là khí thế của thần lai. Tây Đế cười khanh khách nói, Đông Đế tính toán chút việc còn con đó là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không biết tại sao tỷ tỷ Nam Đế lại mù quáng yêu hắn. Ta cũng thấy hắn bỏ công mà không bỏ sức, cho nên tới giúp ngươi. Ngươi không cần cảm ơn ta, lần trước ngươi đã từng cứu ta. Nàng hóa thành một vệt kim quang, biến mất không thấy tăm tích. Tần Mục thi lễ với tất cả thiên công. Trận sư và kiếm sư tới trợ trận, mấy vạn người đáp lễ,
người đứng đầu là Ngu Uyên Sơ Vũ, cười nói, quốc sư, giúp ngươi luyện kiếm, bọn ta cũng thu hoạch không ít, sau này nếu kiếm đạo có thể tiến thêm bước nữa, chắc chắn là nhờ công lao luyện kiếm lần này. Bọn họ lần lượt rời đi. Tần Mục thấy Giang Bạch Khuê và Diên Phong Đế cũng định đứng dậy rời đi, nói, bệ hạ, sư đệ, sau khi các ngươi tới giao đài thì hãy đến thiên hải trước, cảm ngộ thiên tâm ở thiên hải. Còn Trảm Thần Đài thì đã rơi vào tay Tường Thiên Phi mang Trảm Thần Đài đi, ngay cả Khai Hoàng cũng không kịp leo lên Trảm Thần Đài. Các ngươi bình tĩnh đừng nóng vội, để ta nghĩ biện pháp. Giang Bạch Khuê nói, sư huynh, ngươi không tu luyện pháp môn tiên thiên và hậu thiên, mà lão sư tiểu phu truyền thụ cho sao? Pháp môn này có khả năng tu thành cảnh giới đại thiên đỉnh cao nhất. Tần Mục do dự một chút, cực kỳ tò mò về phương pháp tu luyện 72 bảo điện, 36 thiên cung của thánh nhân tiểu phu, đồng thời cũng rất muốn tu luyện. Nhưng tu luyện phương pháp này chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, nếu không Giang Bạch Khuê cũng sẽ không kẹt ở cảnh giới giao chỉ đến tận bây giờ. Thánh nhân tiểu phu tu luyện 360 thiên cung, 360 loại đại đạo hậu thiên thì lại càng tốn nhiều thời gian hơn. Với trí tuệ đời này của hắn, chỉ sợ chưa chắc có thể tu thành thiên tâm, chớ nói đến Trảm Thần Đài. Giang Bạch Khuê thấy hắn không muốn học, cũng không cố ép, lập tức rời đi cùng Diên Phong Đế. Tần Mục lại tiễn Diêm Vương, từ biệt Nam Đế, nói, tỷ tỷ, ta muốn mượn dùng tổ địa đạo hỏa một thời gian. Nam Đế nói, ngươi cứ cầm đi, cái tổ địa này đã không còn là của ta nữa rồi. Tần Mục hơi giật mình, Nam Đế cười nói, ta đã chết một lần, không còn liên quan gì đến tổ địa đạo hỏa nữa. Tổ địa bị Hỏa Thiên Tôn cướp đi, rồi lại được Nguyệt Thiên Tôn đoạt lấy, hiện tại rơi vào tay ngươi, còn được thiên công luyện hóa, đã sớm không còn liên quan gì đến ta. Ta thật vất vả mới thoát khỏi thân phận cổ thần, làm sao có thể lưu luyến nơi cũ này nữa. Nàng vốn có tính cách hào phóng cởi mở, lần này chết đi sống lại còn cởi mở hơn lúc trước rất nhiều. Tần Mục cười ha hả nói, đúng là chỉ có tỷ tỷ hào sảng nhất, ngay cả tổ địa đạo hỏa cũng vứt đi như giày cũ vậy, thế thì tại sao tỷ tỷ nhất định phải thu thần hồn của mình lại. Nam Đế Chu tức sầm mặt lại, thản nhiên nói, Bạch Ngọc Quỳnh nói nàng không phải là ta, nhưng nàng lại là ta. Mục đệ, mặc dù ngươi là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, có thể hồi sinh linh hồn, nhưng ta vẫn thấy rõ ràng cảm ứng giữa hai hồn thiên địa và thần hồn. Sau khi hồi sinh, ta đã có thể cảm ứng rõ ràng được một ta khác, cảm ứng được Bạch Ngọc Quỳnh. Mà nàng cũng có thể cảm ứng được ta. Ta có một linh cảm, trong tương lai bọn ta sẽ lại quay về là một thể. Nàng chỉ cười một tiếng, nói, Mục đệ, Nam Đế Chu Tước ta chỉ sống một kiếp, hiện giờ là kiếp thứ hai. Còn Bạch Ngọc Quỳnh, nàng còn thiếu hai kiếp mới được 200 kiếp. Đến lúc bọn ta quay về một thể, ta vừa là Nam Đế, vừa là Bạch Ngọc Quỳnh. Đến khi đó, bọn ta hồi tưởng lại những khổ nạn của bản thân trong 200 kiếp lịch kiếp, đạo tâm viên mãn, chắc sẽ hiểu ý mà cười một tiếng. Tần Mục suy nghĩ một chút, không cố ép nàng, nói với Yên Nhi, chăm sóc mẫu thân ngươi cho tốt. Còn nữa, cho nàng ăn ít thôi, mập lên rồi đấy. Nam Đế giận dữ, làm bộ muốn đánh, Tần Mục cười ha hả, né đi. Hắn từ Việt Nam Đế và Thiên Nương Nương, mang theo tổ địa đạo hỏa, cùng người mù, Tư Bà và Thái tử U Minh rời khỏi thiên giới, trở về tổ đình. Mà người câm vẫn còn ở bên trong tổ địa đạo hỏa, vẫn đứng sừng sững tại nơi đó, ngộ đạo ở bên trong. Thiên công tạo vật, khai sáng đại đạo. Có lẽ lần luyện kiếm giúp Tần Mục này sẽ khiến người câm tiến vào một đạo cảnh, hoàn toàn mới trên đại đạo chú tạo, suy diễn loại đại đạo hậu thiên của đại đạo chú tạo, lên một trình độ trước nay chưa từng có. Mục Nhi, ngươi không trở về Thánh Sơn sao? Đến bên ngoài thập vạn thánh sơn của tổ đình, Tần Mục giao tổ địa đạo hỏa cho Tư Bà Bà không khỏi cau mày, đoán được ý nghĩ của hắn, hỏi, ngươi định tới Thành Ngọc Kinh? Tần Mục gật đầu, nói, Thái Dịch mất tích trong Thành Ngọc Kinh, bảo ta dựa theo bản đồ tới cứu hắn, nhưng ta mãi vẫn không hiểu là bản đồ mà hắn nói là ý gì. Ta phải tự đến tổ đình một chuyến, kiểm tra kết quả. Hơn nữa, ta cũng muốn tận mắt kiểm chứng xem rốt cuộc Thành Ngọc Kinh kia và cảnh giới Ngọc Kinh có quan hệ gì với nhau. Không tận mắt nhìn thấy, ta khó mà yên lòng. Hắn dừng một chút, giải thích với mấy người, nói, ta đã tu luyện tới cảnh giới cửu ngục đài, muốn tiến xa hơn thì nhất định phải bước vào cạm bẫy Ngọc Kinh. Nếu không, ta mãi mãi không thể theo kịp pháp lực của 10 thiên tôn. Cho dù ta tu thành đạo cảnh 36 trọng thiên, pháp lực của ta cũng không thể mạnh hơn 10 thiên tôn. Ta nhất định phải tới Thành Ngọc Kinh. Tư Bà Bà hơi lo lắng, nói, ngươi để lại tổ địa đạo hỏa ở Thánh Sơn, ngộ nhỡ Hỏa Thiên Tôn xuất hiện trong Thành Ngọc Kinh. Đến cướp tổ địa đạo hỏa đi mất thì sao? Tần Mục mỉm cười, nói khẽ, bà yên tâm. Nếu ta gặp hắn trong Thành Ngọc Kinh, ta sẽ để hắn ý thức được, tổ địa đạo hỏa đã không còn thuộc về hắn nữa rồi, mà Đại Hắc Sơn của tổ đình cũng là cấm địa mà hắn không thể đặt chân đến. Lời hắn nói toát ra sự tự tin cực kỳ mạnh mẽ, dường như trở lại là con người hắn của trước đây. Vậy ngươi cũng nên mang theo gậy Thái Dịch đi chứ? Tư Bà Bà nhét gậy Thái Dịch vào tay hắn, nói, tuy ngươi có kiếp kiếm,
nhưng dù sao gậy thái dịch cũng là đạo binh của người thành đạo, mang theo cũng không có gì không tốt. Tần Mục suy nghĩ một chút, nhận lấy gậy, vắt tay, đưa mắt nhìn đám người Tư bà đi vào thánh sơn, đi về phía cây thế giới, nói thầm, bà, ta sẽ không để chuyện của Què Gia Gia tái hiện lại, xảy ra với các ngươi một lần nữa. Ta đã trưởng thành rồi, lúc trước các ngươi bảo vệ ta, bây giờ ta nên bảo vệ các ngươi. Hắn cởi áo choàng, quay người rời đi. Sư đệ, Ngụy Tùy Phong nhanh chóng đuổi theo, giơ một cái đỉnh lớn lên, cao giọng nói, sư đệ, chờ ta. Tần Mục dừng bước, cau mày nói, đại sư huynh, ta không thể dẫn theo ngươi, Thanh Ngọc Kinh quá nguy hiểm, ta không bảo vệ ngươi được, ai thèm. Ngụy Tùy Phong thở hổn hển, tức giận nói, ta đường đường là Vân La Đế, tung hoành ngang dọc trăm vạn năm, còn cần ngươi bảo vệ sao? Ta nói này, ta đã từng đến Thanh Ngọc Kinh, đi theo thái dịch qua 16 con sông hỗn độn, hơn nữa còn để lại một tấm bản đồ địa lý. Nếu ngươi đến đó, dùng bản đồ của ta thì có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Tần Mục đa tạ. Ngụy Tùy Phong đặt cái đỉnh lớn xuống, tinh xa trong đỉnh bay lên, tập hợp trên không trung, hình thành bản đồ địa lý Thanh Ngọc Kinh. Có điều tấm bản đồ địa lý này chỉ đánh dấu những chỗ mà Ngụy Tùy Phong và Thúc Quân đã đi qua, những chỗ mà bọn họ chưa đi qua vẫn là một vùng trống rỗng. Tần Mục cẩn thận quan sát, ghi nhớ trong lòng. Nhưng vào lúc này, tinh xa đột nhiên biến hóa, hiện thành một tấm bản đồ địa lý khác, tấm bản đồ này hoàn toàn khác với tấm vừa rồi. Nó có hàng nghìn con đường, vô cùng phức tạp. Tần Mục kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát tấm bản đồ, hắn hoàn toàn chưa từng thấy những nơi trong đó. Hắn nhìn Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong cũng ngỡ ngàng, lẩm bẩm nói, đây không phải là bản đồ mà thần thông của ta vẽ ra. Đúng, Thái Dịch đã từng nói, hắn nhìn thấy tấm bản đồ ta để ở ngoài thành, cho nên mới biết phương hướng của ta và Thúc Quân, bởi vậy mới có thể tìm thấy bọn ta. Chẳng lẽ Thái Dịch biết mình có khả năng một đi không trở lại, cho nên động tay động chân vào trong cái đỉnh lớn này, dùng đỉnh của ta ghi nhớ lại dấu chân của hắn. Có khả năng này. Tần Mục chăm chú nhớ lại, nói, Thái Dịch đạo huynh nói đến cứu hắn theo bản đồ, vậy thì chắc chắn tấm bản đồ này có liên quan đến hắn. Bản đồ này là bản đồ địa lý Thanh Ngọc Kinh ư? Hắn so sánh với bản đồ địa lý của Ngụy Tùy Phong một lượt, nhưng thấy hai tấm bản đồ hề có giống nhau chút nào, rõ ràng là bản đồ địa lý mà Thái Dịch để lại không phải là Thanh Ngọc Kinh. Ngụy Tùy Phong lại lấy gương ra, nói, ta và Thúc Quân đến Di La Cung nơi sâu nhất Thanh Ngọc Kinh. Ta đã sao chép lại một ấn ký đạo văn của chủ nhân Di La Cung trên bức tường, ngươi đi đường quan sát một chút, ít nhiều cũng hiểu thêm chút về hắn. Tần Mục cất gương đi, thoáng quan sát, sắc mặt không khỏi thay đổi. Ngụy Tùy Phong do dự, cuối cùng quyết định, xoay người rời đi, lắc đầu nói, mặc dù ta rất muốn vào Thanh Ngọc Kinh cùng ngươi, nhưng nghĩ lại, ta thực sự có thể sẽ liên lụy ngươi. Cái nơi quỷ quái đó thực sự quá hung hiểm, Tần Mục cao giọng nói, sư huynh, cố gắng tu luyện. Ta biết rồi. Ngụy Tùy Phong tức giận khoát tay. Tần Mục cười ha hả, thúc giục bá thể tam đan công, lấy thiên cung tái cực làm chủ, bước một bước vượt qua trăm núi ngàn sông, tiến về phía thành Ngọc Kinh của Tổ Đình. Một ngày sau, cuối cùng hắn cũng đã đến thành Ngọc Kinh của Tổ Đình, dừng bước ở ngoài thành, nhìn vào trong thành. Chỉ thấy lúc này, toàn bộ tòa thần thành cổ xưa lộ ra, nguy nga, hùng vĩ, cổ kính, đổ nát. Tòa thần thành này cho người ta một loại cảm giác chân thực, lại không chân thực, giống như đang đứng sừng sững ở nơi vực sâu của không gian và thời gian cổ xưa, không phải ở trong vũ trụ này. Thế nhưng cũng dường như đã đến vũ trụ này, toát ra cảm giác chấn áp tất cả đại đạo thiên địa, mà không khí chết chóc xung quanh và trong thành lại khiến Tần Mục có một cảm giác vô cùng khó chịu, như thể dường như tòa thành này vẫn còn bị bao phủ trong đại kiếp vũ trụ hủy diệt, không thể thoát ra. Dường như chỉ cần đi vào trong thành sẽ bị cuốn theo đại kiếp hủy diệt, vô cùng nguy hiểm. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tay trái nâng kiếp kiếm, cất bước đi vào trong thành. Trong tích tắc bước vào trong thành, Tần Mục lập tức cảm nhận được thọ nguyên của mình đã có dấu hiệu sắp kết thúc. Thần thông giả tu luyện tới của cảnh giới sinh tử thần tàng, là đã có thể cảm nhận được lúc nào thọ nguyên của mình sẽ tận, nhưng sau khi tu luyện tới thần cảnh, thần chỉ sẽ cảm nhận được thọ nguyên của mình kéo dài vô tận, đồng thọ cùng trời đất. Nhưng có lẽ tòa thành Ngọc Kinh này là nguyên nhân của đại kiếp sụp đổ, cho nên dẫn đến việc đại đạo có điểm cuối, bởi vậy người tu đạo cũng có thọ nguyên. Tần Mục trầm ngâm một chút, thôi thúc bá thể tam đan công, nguyên khí từ trong cây thế giới thụ chảy qua, loại cảm giác thọ nguyên đã tận lập tức biến mất. Cây thế giới hệt như loại vật chất bất dịch trong từng vũ trụ, mặc cho từng vũ trụ hủy diệt hay sinh ra, cây thế giới cũng chưa từng thay đổi. Tuy cây thế giới của Tần Mục là cây non, không mạnh mẽ, nhưng cũng có tính chất đặc biệt này. Vả lại, khí tức của đại kiếp sụp đổ trong thành Ngọc Kinh cũng không quá mạnh, không thật sự bước vào kiếp sụp đổ, bởi vậy cây thế giới trong thần tàng của Tần Mục có thể chống đỡ được. Đương nhiên, nếu thật sự là đại kiếp sụp đổ thì cây thế giới cũng không ngăn được, bởi lẽ hiện tại mầm cây này vẫn còn nhỏ. Tần Mục đi vào trong thành, cẩn thận né tránh một số nơi hung hiểm. Lãnh tịch chi phong và nhiệt tịch chi phong ở nơi này là quỷ dị nhất, nhiệt độ của nó đủ để thiêu chảy đạo liên của đại đạo và lĩnh vực, hoặc cũng có thể đóng băng tất cả,
khiến đạo liên đứt gãy, tất cả thần thông đều không có tác dụng, cực kỳ hung hiểm. Lãnh Tịch Chi Phong ở nơi này giống ở trung cực hư không. Tần Mục đứng dưới một đạo thụ khô héo, quan sát Lãnh Tịch Chi Phong thổi qua xung quanh đạo thụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lãnh Tịch Chi Phong có nhiều điểm giống với thần thông Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành của hắn, nhưng lợi hại hơn nhiều. Hắn đuổi theo đuôi Lãnh Tịch Chi Phong, cẩn thận đi theo, tinh tế quan sát, phỏng đoán ảo diệu chất chứa trong đó. Qua không biết bao lâu, Lãnh Tịch Chi Phong chui vào trong một vùng khí hỗn độn. Tần Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, quan sát xung quanh, lúc này mới phát hiện mình đã đi trạch hướng bản đồ địa lý của Ngụy Tùy Phong, không biết chạy đến nơi nào của Thành Ngọc Kinh. Nơi này càng đổ nát hơn, đâu đâu cũng có đạo thụ khô héo. Đạo thụ mọc thành rừng, còn có đạo quả khô héo treo trên cây, thậm chí có vài đạo quả rơi dưới tảng cây. Lá và cành đạo thụ khô héo rơi đầy trên mặt đất, khi dẫm lên, cành cây gãy răng rắc, tiếng lá cây xào xạc. Hắn đạp lên một thứ gì đó cưng cứng, gạt lá khô ra, chỉ thấy một bộ xương khô bị chôn dưới lớp lá cây. Có lẽ đây là hài cốt của người thành đạo, không biết tại sao lại chết ở chỗ này. Người thành đạo trong đại kiếp vũ trụ sụp đổ cũng chỉ là sâu kiến. Tần Mục nhìn xung quanh, đột nhiên giơ tay lên, lá khô bay đầy trời, cuốn khỏi mặt đất. Chỉ thấy trong rừng đạo thụ khô héo đâu đâu cũng có hài cốt người thành đạo, nhìn thấy mà giật mình. Tần Mục nhíu mày, kiểm tra từng bộ hài cốt, sau một lúc lâu, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Những người thành đạo này không phải tự nhiên mà chết, mà là bị ta người giết chết. Trên mỗi bộ xương cốt khô đều có đủ loại vết thương do lợi khí tạo thành. Là ai giết chết các ngươi? Hắn dừng lại trước một bộ xương khô, gõ gõ, cố gắng đánh thức xương khô, chỉ thấy bộ xương khô không nhúc nhích, bên trong xương khô không có linh hồn. Hắn đứng lên, cau mày quan sát xung quanh, rừng cây khô này giống như khu mộ của những bộ xương khô, chôn giấu 200-300 tồn tại thành đạo. Người thành đạo trong Thành Ngọc Kinh cũng có thù hận ư? Có lẽ bọn họ tự chém giết lẫn nhau ở nơi này chăng? Hắn đang muốn đặt lá khô, cành khô xuống, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bước nhanh vào trong rừng. Chỉ thấy một cái giếng sâu trong rừng đạo thụ khô héo vốn bị cành khô, lá khô vùi lấp, giờ phút này lộ ra. Tần Mục đi tới bên cạnh giếng, nhìn quanh phía trong giếng, chỉ thấy trong giếng hỗn độn mênh mông, sâu không lường được. Cái giếng này dùng để làm gì nhỉ? Hắn đang nghĩ ngợi, lại thấy khí hỗn độn trong giếng cuồn cuộn, có thứ gì đó đang bò ra từ trong giếng. Hắn mở mắt dọc giữa mi tâm, nhìn thật kỹ, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ trong giếng đang dùng bốn chân leo lên vách giếng. Hắn nhìn một hồi, lúc này mới thấy rõ đó là một sinh linh cổ quái chứ không phải là quái vật khổng lồ, mà bản thân vừa tưởng tượng. Sinh linh cổ quái cõng một gốc đạo thụ, đang cố gắng leo lên vách giếng, cố gắng leo ra khỏi giếng. Nhưng xung quanh hắn đều là chấn động của đại kiếp sụp đổ, đánh rớt hắn hết lần này tới lần khác, thân thể hắn cũng bị hủy diệt đến mức chỉ còn lại bộ xương cốt, thế nhưng vẫn kiên nhẫn bò ra bên ngoài. Tần Mục nhìn thật lâu, người thành đạo kia cũng không thể leo ra từ trong giếng. Tần Mục rút kiếm, xoay quanh miệng giếng rồi đâm liên tục hơn trăm kiếm, ngay sau đó nhẹ lướt đi. Mấy ngày sau, trong giếng hỗn độn, một đạo thụ tàn tạ lộ ra đầu cành từ trong giếng, mà người thành đạo trong giếng đã bị đại kiếp sụp đổ hao mòn đến gần, như mất hết pháp lực, đại đạo mà bản thân tu thành cũng bị hủy diệt đến 7-8 phần. Nhưng miệng giếng đang ở trước mắt. Giếng hỗn độn là vũ trụ hắn ở, vô số cao thủ trí tuệ cao minh thu thập khí hỗn độn, đả thông một con đường, thông đạo đến Di La Cung. Hắn chỉ cần leo ra, leo vào trong Thành Ngọc Kinh là có thể mượn sức mạnh chủ nhân Di La Cung, tránh né đại kiếp sụp đổ, tương lai có thể tìm được chỗ cắm rễ ở vũ trụ mới. Dù cho toàn bộ đạo hạnh của hắn bị tiêu diệt, thân thể hắn bị hủy hết, nhưng chỉ cần bảo vệ được đạo quả và đạo thụ thì hắn vẫn có thể trở lại. Hắn vịn vào vách giếng, cố gắng hết sức nâng đạo thụ của bản thân lên, để đạo thụ lên trước, sau đó bay ra khỏi giếng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên miệng giếng lấp lóe kiếm quang, người thành đạo ngẩng đầu, chỉ thấy từng vệt kiếm quang ẩn chứa uy năng vô cùng kinh người, xoẹt 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 đâm lên đạo thụ và đạo quả của hắn. Người thành đạo kia đã bị hủy diệt đến mức chỉ còn lại bộ xương khô. Nếu là lúc trước, hắn có thể dễ dàng ngăn cản những kiếm quang này, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những kiếm quang đâm trúng đạo quả của bản thân. Là kẻ nào ám hại Phúc Đức Thiên Quân ta? Hắn chỉ kịp hét lớn một tiếng, đã thấy đạo quả của mình bị những vệt kiếm quang chém xuống, rụng khỏi đạo thụ, rơi vào làn khí hỗn độn trong giếng, ngay sau đó bị đại kiếp sụp đổ nuốt mất. Đạo quả bị hủy, khí lực toàn thân người thành đạo mất hết, rơi xuống khỏi vách giếng, ngã vào trong đại kiếp sụp đổ cùng với đạo thụ. Giếng hỗn độn này khá kỳ lạ, chắc là đáy giếng nối liền với vũ trụ trước. Quái lạ, không phải người thành đạo kia nên trực tiếp đi vào Thành Ngọc Kinh, tránh né đại kiếp sụp đổ ư? Vì sao còn muốn khoan một cái giếng rồi lén vào trong Thành Ngọc Kinh? Tần Mục đi tới phía trước một tòa đại điện, suy tư nói, rừng đạo thụ bên ngoài giếng cũng đều là những người thành đạo đã chết, chẳng lẽ bọn họ đều từ trong chiếc giếng kia lén qua đây? Vậy thì ai giết chết bọn họ? Lẽ nào là người thành đạo trong Thành Ngọc Kinh ra tay? Hắn nhìn tòa đại điện, không suy nghĩ lung tung nữa. Tòa đại điện này mang đến cho hắn cảm giác không kém gì Phi Hương Điện,
có lẽ là tòa thần điện cực kỳ quan trọng trong thành Ngọc Kinh. Trước thần điện có một đạo thụ đã bị chặt đổ, nơi này còn có dấu vết đã từng xảy ra chiến đấu. Nhìn dấu vết, chắc là nửa năm trước nơi này từng diễn ra một trận chiến ác chiến, thế cho nên đạo thụ bị chặt. Hắn tỉ mỉ quan sát, từ trong những dấu vết này có thể thấy được thần thông của Hạo Thiên Tôn, ngoài ra còn có dấu vết thần thông của những thiên tôn khác như Hỏa Thiên Tôn và Tổ Thần Vương. Bọn họ từng tới nơi này, gặp phải những chuyện quỷ dị, sau đó đánh đập tàn nhẫn đối phương, chặt đổ đạo thụ. Tần Mục lách qua đạo thụ, đi vào trong điện. Bên trong tòa đại điện này lạc ấn ký phù văn và đạo văn khác nhau, cực kỳ phức tạp. Hắn kiểm tra từng cái một, đột nhiên chú ý đến nơi đây có mấy chiếc bồ đoàn, còn có khí tức Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn lưu lại. Sau khi bọn họ tới nơi này, dừng lại ở đây, tham ngộ đại đạo chất chứa trong tòa đại điện, Tần Mục nghiêm túc hẳn lên, những thiên tôn như Hạo, Hỏa, Tổ, Cung đều là kẻ tài trí hơn người, sở dĩ bọn họ trì hoãn trong thành Ngọc Kinh lâu như vậy, không phải vì bọn họ bị vây nhốt ở đây, mà là bọn họ phát hiện ra bí ẩn của thành Ngọc Kinh. Bọn họ đang dựa vào trí tuệ của mình, tham ngộ ra đại đạo thành Ngọc Kinh để hoàn thiện thành Ngọc Kinh của bản thân. Lúc trước, Tần Mục cũng cho rằng các cảnh giới Ngọc Kinh, bốn thiên môn, giao chỉ giao đài và trảm thần đài đều giống nhau, đều là đại đạo tự nhiên mà tổ đình hình thành nên, ẩn chứa kiến thức đại đạo, có thể tham ngộ ra rất nhiều đạo diệu từ trong thành Ngọc Kinh, giúp thực lực tu vi của bản thân đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ hắn đã biết cạm bẫy Ngọc Kinh, cho nên không nghĩ như vậy nữa. Thành Ngọc Kinh là thánh địa nhân tạo mà chủ nhân Di La Cung và những người thành đạo thời tiền sử khác cùng nhau chế tạo ra. Mục đích của những người này là mượn đám thần chỉ thế hệ sau tu luyện, tham ngộ thành Ngọc Kinh của bọn họ, giúp bọn họ sớm ngày giải thoát khỏi đại kiếp sụp đổ. Người tu luyện thành Ngọc Kinh càng mạnh, thành Ngọc Kinh của tổ đình của bọn họ càng vững chắc, càng có khả năng hoàn toàn thoát khỏi kiếp sụp đổ, khiến tòa thần thành sáng chói này từ trong vũ trụ đại bạo diệt hoàn toàn đáp xuống tổ đình. Thành Ngọc Kinh hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống tổ đình. Hiện giờ, người thành đạo trong thành không chết cũng bị thương, cả đoạn đường Tần Mục tới đây cũng không nhìn thấy một người thành đạo nào còn sống, cùng lắm chỉ thấy đạo thụ và đạo quả khô héo. Nhưng nếu trong người thiên tôn có người tham ngộ, lĩnh ngộ ra thành Ngọc Kinh, tu thành Ngọc Kinh, thậm chí tu thành đạo cảnh, vậy thì tình hình sẽ khác. Thành Ngọc Kinh trong thiên cung của thần chỉ mượn lực của thành Ngọc Kinh, của tổ đình chân chính. Hệ thống tu luyện thiên cung chú trọng sức mạnh, không chú trọng đạo cảnh, nguyên nhân cơ bản chỉ sợ sẽ xuất hiện trong tòa thành Ngọc Kinh của tổ đình này. Lúc trước, những cảnh giới như tôn thần, nam thiên môn, giao trì và trảm thần đài đều mượn lực từ thiên đình, khi đó tác hại còn chưa lớn, mà cảnh giới Ngọc Kinh lại mượn chính sức mạnh của thành Ngọc Kinh của tổ đình. Nếu đã mượn thì tương lai phải trả. Sau khi thành Ngọc Kinh của người thành đạo được trả về thành Ngọc Kinh của tổ đình, thực lực suy yếu là chuyện nhỏ, còn thành Ngọc Kinh có thể trở nên càng thêm vững chắc, nắm giữ sức mạnh càng mạnh mẽ để chống lại đại kiếp sụp đổ mới là chuyện lớn. Thậm chí, nói không chừng sẽ có một người thành đạo thời tiền sử thoát khỏi đại kiếp sụp đổ, đi vào vũ trụ hiện tại từ vũ trụ thời tiền sử. Hành động của 10 thiên tôn chính là bảo hổ lột da, nối giáo cho giặc, giúp người ta may áo cưới. Tần Mục đè chui kiếm lại, không nhịn được mà muốn rút kiếm chém nát vụn đạo văn trên tòa đại điện này, nhưng cưỡng ép phải nhẫn nại. Đám người Hạo Thiên Tôn đã từng tới nơi này, tham ngộ bí ẩn đại đạo chất chứa trong tòa đại điện này, hiện tại cho dù Tần Mục có thể phá hủy những đạo văn này thì tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, đạo văn trong tòa thần điện này thực sự tinh diệu, huyền ảo, ẩn chứa đạo lý cực sâu, cũng không phải là mượn sức đơn giản. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, cũng lẳng lặng tham ngộ đạo văn trên thần điện, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong đó. Hắn nhất định phải tham ngộ ra ảo diệu chất chứa bên trong, còn tu luyện hay không thì phải đợi sau khi hắn thăm dò thành Ngọc Kinh, xong mới có thể quyết định. Bạn đang xem Mục Thần Ký tại kênh YouTube Recap Phim. Sau một lúc lâu, Tần Mục yên tâm nhập mộng, tầng tầng mộng cảnh mở ra, vô số Tần Mục nho nhỏ bay ra, chạy trên bốn vách thần điện, kêu la maha maha, suy tính ảo diệu của những phù văn này. Hơn 10 ngày sau, Tần Mục thu mộng cảnh lại, đứng dậy, đi ra khỏi tòa bảo điện này. Hắn đi dọc theo con đường đám người Hạo Thiên Tôn đã đi qua, tiếp tục tiến lên, không bao lâu sau, hắn lại gặp phải một tòa bảo điện. Không phải nơi này có những 72 tòa bảo điện đấy chứ? Trong lòng Tần Mục thầm run lên, nếu là 72 tòa bảo điện, vậy thì chẳng phải đây là 72 bảo điện đối ứng với thiên đình hay sao? Vậy thì thứ đám người Hạo Thiên Tôn muốn bổ sung không phải là cảnh giới Ngọc Kinh, mà là 36 thiên cung, 72 bảo điện, bọn họ muốn bổ sung đại thiên đình. Phương pháp này là do thánh nhân Tiểu Phu khai sáng, vậy thì ai đã chỉ điểm Hạo Thiên Tôn có thể tu luyện như vậy? Sắc mặt hắn xa sầm, nếu là bản thân Hạo Thiên Tôn nghĩ ra thì Tần Mục phải đánh giá lại tài trí và ngộ tính của hắn. Nếu không phải bản thân Hạo Thiên Tôn nghĩ ra, vậy thì ai đã chỉ điểm cho hắn? Tiểu Phu và Giang Bạch Khuê sư đệ không thể chỉ điểm hắn, Thái Tố không có trí tuệ tới mức này, người đứng sau lưng Hạo Thiên Tôn chắc chắn không phải là Thái Tố, mà là người khác. Trí tuệ của người này không kém gì lão sư Tiểu Phu, có điều dõi mắt cả cái thiên hạ này, ngoại trừ lão sư Tiểu Phu ra, có lẽ không còn tồn tại trí giả như vậy.
Trừ khi Phi là đến từ vũ trụ trước. Một người thành đạo xuyên tới đây. Sắc mặt hắn tối sầm, trong đầu hiện ra bóng dáng Hạo Thiên Tôn. Đằng sau bóng dáng Hạo Thiên Tôn có một bóng đen to lớn phủ xuống. Thái Tố chính là một con cừu nhỏ rơi vào miệng sói, chết chắc rồi. Tần Mục đi dọc theo cung điện của những người thành đạo này tiến về phía trước, mỗi khi gặp được một tòa cung điện, thì đều dừng lại để lĩnh ngộ những đại đạo ảo diệu chứa đựng trong bảo điện, thu hoạch rất phong phú. So với công pháp Đại Thiên Đình của 36 Thiên Cung, 72 bảo điện của Tiểu Phu, bảo điện trong Thành Ngọc Kinh Tổ Đình này không phải là con đường đại đạo tiên thiên, bao trùm lên đại đạo hậu thiên, mà là con đường tiên thiên bao trùm tiên thiên. Nếu biện pháp của lão sư Tiểu Phu thật sự phát huy tác dụng, vậy thì có lẽ có thể thoát khỏi tay chủ nhân Di La Cung. Tần Mục trầm ngâm, trong biện pháp của Tiểu Phu, 72 bảo điện là đại đạo tiên thiên, mà 36 thiên cung là đại đạo hậu thiên, tiên thiên bao trùm hậu thiên, tu thành cảnh giới thiên đình thật sự, đạt được căn cơ vững chắc. Giữa hai thứ nhìn có vẻ như chỉ chênh lệch 36 thiên cung, nhưng thật ra hoàn toàn khác nhau, biện pháp của Tiểu Phu là dùng đại đạo hậu thiên làm chủ đạo, đại đạo tiên thiên chỉ là phụ trợ. Bản thân Tiểu Phu cũng không tu luyện pháp môn này, mà chỉ truyền dạy lại cho Giang Bạch Khuê. Năm đó, Thái Hoàng Thiên truyền đạo, cự quốc sư Diên Khang leo lên tế đàn, thánh nhân Tiểu Phu quát hỏi một phen, Giang Bạch Khuê trả lời một phen, nhận được sự kỳ vọng của Tiểu Phu, cho phép hắn leo lên tế đàn. Sau đó Giang Bạch Khuê dùng thời gian vài năm, từ 360 loại đại đạo hậu thiên, lựa chọn ra 36 loại đại đạo thích hợp nhất với bản thân, lựa chọn con đường tu hành của riêng mình. Thánh nhân Tiểu Phu chỉ suy đoán rằng, biện pháp như vậy có thể tu thành thiên đình thật sự, tạo ra một đại cao thủ vượt qua 10 thiên tôn. Nhưng về phần có thể tu thành thiên đình hay không, hắn cũng không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của bản thân Giang Bạch Khuê. Thiên cung hậu thiên của Tam Sư Đệ đã mở ra, 72 bảo điện cũng dùng biện pháp của bản thân tu thành, vậy thì hắn không cần phải đi đến Thành Ngọc Kinh nữa rồi. Cảnh giới Ngọc Kinh này đã không còn là cạm bẫy với hắn nữa. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, không khỏi thầm cảm khái. Con đường tu hành của bản thân hắn gian nan như vậy, nhưng con đường tu hành của Giang Bạch Khuê lại vô cùng suôn sẻ. Nếu Giang Bạch Khuê tu luyện tới cảnh giới đế tọa, vậy thì hắn sẽ là chủ nhân của nền văn minh trăm vạn năm qua, không ai sánh bằng. Quái lạ, người thiên tôn chia làm hai đội. Hắn dừng lại trước một bảo điện khác, kiểm tra dấu vết chiến đấu ở nơi này, phát hiện người ra tay không còn là đám người Hạo Thiên Tôn, mà là đám người Hiểu Thiên Tôn và Nghiên Thiên Phi. Người thiên tôn chia làm hai nhóm, mỗi nhóm chiến đấu với nhau, dựa trên dấu chân bọn họ để lại, một nhóm lấy Hạo Thiên Tôn làm thủ lĩnh, nhóm còn lại là lấy Hiểu Thiên Tôn làm thủ lĩnh. Người thiên tôn đã tách ra. Lạ thật, dựa trên dấu chân thì chỉ có chính thiên tôn, Tường Thiên Phi không ở trong đó. Tần Mục đưa ra phán đoán của bản thân, người thiên tôn đi vòng quanh bên ngoài bảo điện, cố gắng tìm ra đại đạo ẩn chứa trong từng tòa bảo điện. Hiển nhiên, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn được cao nhân chỉ điểm, hiểu rõ tác dụng của 72 bảo điện ra, Hiểu Thiên Tôn cũng có cao nhân chỉ điểm. Mà kỳ lạ là, Tường Thiên Phi không nương nhờ Hạo Thiên Tôn, cũng không nhờ vả Hiểu Thiên Tôn. Tường Thiên Phi là Thái Đế, về tình về lý, Thái Đế sẽ không đi nhờ vả bất kỳ một người nào, nhưng Thái Đế cũng là một người hay thay đổi, rất linh hoạt. Nếu tự loại mình ra khỏi hai nhóm người này, bản thân hắn sẽ tứ cố vô thân, rất bất lợi. Vì vậy, kỳ lạ thì kỳ lạ, Thái Đế quyết định đơn đả độc đấu. Điều này không theo tính cách của hắn. Bọn họ đều đang định sắp xếp lại đạo văn đại đạo của 72 bảo điện, tu thành 72 bảo điện trước đối phương. Hai mắt Tần Mục lóe sáng, thấp giọng nói, nếu đổi lại là ta sẽ lấy đi mấy tòa bảo điện trong khi lĩnh ngộ, khiến cho đối phương không thể nào giành được đạo văn của 72 bảo điện, chặt đứt đại đạo thiên đình của đối phương. Không bao lâu sau, sắc mặt Tần Mục tái mét đứng ở bên ngoài một mảnh di tích. Mảnh di tích đó chỉ còn lại vách nát tường siêu. Còn có một cái hố sâu thật lớn, người thiên tôn đã lấy đi tòa bảo điện này đúng như hắn dự đoán. Chẳng qua không biết là do Hạo Thiên Tôn làm hay do Hiểu Thiên Tôn làm. Cũng có thể là Tường Thiên Phi đã lấy đi một tòa bảo điện, làm điều kiện để đàm phán với thiên tôn khác. Nhưng chỉ dựa vào một mình Tường Thiên Phi, hẳn là không có sức mạnh này, không hợp lý lắm. Tần Mục tức giận nói một câu, tiếp tục đi về phía trước, không bao lâu sau, hắn lại đi tới di chỉ của một tòa bảo điện đó cũng bị người ta lấy đi, không có ở đây. Chán Tần Mục nổi gân xanh, người thiên tôn hành động như này cũng là điều dễ hiểu. Một bên trong đó đã phát hiện bên kia lấy đi một tòa bảo điện, dụng ý rất rõ ràng, vậy để làm điều kiện mặc cả, bọn họ cũng phải lấy đi một tòa bảo điện mà đối phương chưa kịp lĩnh ngộ. Cứ như vậy, mỗi bên giữ một tòa bảo điện, khiến cho đối phương không thể viên mãn, vậy thì khi giao dịch cũng sẽ không chịu thiệt. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng cười nói, nếu ta là người thiên tôn, lấy một tòa bảo điện, mặc cả với đối phương, không thể chiếm được lợi ích thì chịu thiệt. Cho nên ta dứt khoát lấy thêm mấy tòa bảo điện, cứ như vậy điều kiện của ta vừa nhiều, đối phương càng phải chảy nhiều máu dùng lợi ích khác để trao đổi. Không lâu sau, mặt hắn đen như than đứng ở trước di chỉ của một bảo điện khác, hiển nhiên, có người trong người thiên tôn cũng có cùng cách nghĩ với hắn, lấy bảo điện thứ hai làm điều kiện, không biết xấu hổ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ta là người thiên tôn, ta sẽ lấy đi tất cả bảo điện chưa lĩnh ngộ khác. Hắn đi về phía trước, sắc mặt càng ngày càng đen, trán nổi gân xanh. Quả nhiên, từng tòa bảo điện đều đã không cánh mà bay, hiển nhiên là bị đám người Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn lấy đi. Những bảo điện này sẽ trở thành điều kiện để bọn họ uy hiếp lẫn nhau, và giao dịch với nhau. Chuyện bẩn thỉu này, người Thiên Tôn làm thuận tay hơn Tần Mục nhiều. Trên đường Tần Mục không có gì có thể lĩnh ngộ, đành phải đi dọc theo con đường của người Thiên Tôn để tiếp tục tiến về phía trước, còn bản đồ Ngụy Tùy Phong giao cho hắn, nó đã bị hắn bỏ lại phía sau. Thành Ngọc Kinh này vô cùng lớn, đi trong tòa thành này, hắn hoàn toàn không thể phân biệt được nơi nào mới là nơi Ngụy Tùy Phong đã đánh dấu. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng nước cuồn cuộn, trào dâng ầm ầm, trong lòng Tần Mục khẽ lột bộ, sông hỗn độn. Nói như vậy, ta đã đến vị trí trung tâm của Thành Ngọc Kinh. Thành Ngọc Kinh tổ đình vô cùng nguy hiểm, thời đại Thái Cổ vào năm đó, Thái Đế tập hợp cao thủ mạnh nhất lúc bấy giờ, thậm chí bao gồm cả cổ thần cường đại của đám Thái Sơ Thiên Đế sau này, thăm dò nơi này, nhưng cũng biết khó mà lui. Nhưng mà lần này Tần Mục vội vàng đến đây, mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng lại chưa từng gặp phải nguy hiểm chết người. Đây là do Mười Thiên Tôn dò đường phía trước hắn, Mười Thiên Tôn đã quét sạch những nguy hiểm này, suốt chặn đường hắn đi vào có thể nói là sóng yên biển lặng. Nhưng từ điều này cũng có thể nhìn ra được, sự tồn tại của Mười Thiên Tôn hiện nay mạnh hơn nhiều so với đám Thái Đế và Thái Sơ của năm đó. Cuối cùng, Tần Mục cũng nhìn thấy sông hỗn độn phía trước. Hắn nhìn sang bên kia sông, nhưng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía bờ bên kia. Mà hắn quan sát địa lý gần đây, so sánh nó với bản đồ Ngụy Tùy Phong để lại, cũng không tìm thấy nơi tương tự. Hẳn là con sông này đã thay đổi, không có trên bản đồ. Bản đồ đại sư huynh cho ta hoàn toàn vô dụng. Tần Mục lắc đầu, từ bỏ việc tìm kiếm đánh dấu trên bản đồ, mở mắt dọc giữa mi tâm quan sát dòng sông lớn này, thầm nghĩ, người Thiên Tôn đã qua sông bằng cách nào. Hắn nhìn về phía sông hỗn độn, mắt dọc giữa mi tâm lập tức nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong sông. Chỉ thấy trong sông là quang cảnh vũ trụ hủy diệt, vô số sinh linh dãy giụa trong đại kiếp hủy diệt, muốn trốn thoát, nhưng lại lần lượt tan thành mây khói trong đại kiếp hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Cho dù là tồn tại như Mười Thiên Tôn, cũng không có chút lực phản kháng nào trong đại kiếp hủy diệt, trực tiếp bị chôn vùi, hóa thành trạng thái năng lượng thuần túy, vô hình vô chất vô thể. Mà trong hỗn độn, có vô số sinh linh mạnh mẽ tranh đấu lẫn nhau, định vượt lên khỏi con sông hỗn độn, tiến vào tòa thành Ngọc Kinh này. Tần Mục hơi giật mình, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút. Nếu bản thân hắn rơi vào trong trận đại kiếp hủy diệt này, khi ngẩng đầu nhìn lại, chắc chắn hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Khi toàn bộ vũ trụ sụp đổ và hủy diệt, bị bóp nghẹt, bị kéo giãn, xung quanh đều là hỗn độn, là thế giới tan vỡ và những người vô lực dãy giụa. Lúc đó, khi tất cả mọi người ngẩng đầu, sẽ nhìn thấy một tòa thần thành cổ xưa mà cường đại, đứng sừng sững trong hỗn độn, cho dù đại kiếp hủy diệt có mãnh liệt như thế nào, kinh khủng như thế nào cũng không thể làm tòa thần thành này bị lung lay. Mà tòa thần thành đó chính là tòa thành Ngọc Kinh tổ đình dưới chân Tần Mục. Có lẽ đây là cảnh tượng mà những người trong vũ trụ sụp đổ đó nhìn thấy. Nhưng từ góc nhìn của Tần Mục, những sinh linh mạnh mẽ này chỉ là đang dãy giụa trong sông hỗn độn, cố gắng lên bờ mà thôi. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao những kẻ mạnh trong vũ trụ sụp đổ đó, đều đang cố gắng bơi trên mặt sông. Chủ nhân Di La Cung quá đáng gờm, không ngờ hắn lại có thể tạo ra một tòa thần thành như vậy, vượt qua đại kiếp hủy diệt. Nhưng mà cây thế giới ở đâu? Hắn nhìn lướt qua sông hỗn độn, mắt dọc giữa mi tâm của hắn chứa đựng vỏ trứng thái dịch, cho nên có thể nhìn thấu khí hỗn độn. Hắn tìm kiếm dưới lòng sông một phen, cuối cùng Tần Mục tìm được cây thế giới của tổ đình, chỉ thấy rễ cây của cây thế giới rộng lớn vô biên, được đặt trong vũ trụ sụp đổ. Rễ cây uốn éo, hệt như một con bạch tuộc khổng lồ với vô số xúc tu bơi trong hỗn độn. Cũng có không ít người dãy giụa trong đại kiếp hủy diệt, cố gắng bơi về phía rễ cây thế giới, cố gắng bám lấy rễ cây. Đã có không ít tồn tại mạnh mẽ trèo lên rễ cây thế giới, đang cố gắng tách rễ cây ra, dung nhập bản thân vào trong rễ cây, mượn cơ hội này né tránh đại kiếp hủy diệt. Bọn họ trốn trong rễ cây, mượn cây thế giới để bảo vệ tính mạng của họ. Chỉ cần những khách lén qua sông có thể chuyển hóa năng lượng khối lượng, đánh cắp năng lượng khối lượng của vũ trụ tương lai, thì có thể tận dụng cơ hội thoát khỏi đại kiếp hủy diệt, nhận được một cuộc đời mới. Nhưng mà nhìn từ góc độ của Thần Mục, cây thế giới lúc này đang lung lay sắp đổ, bản thân khó giữ nổi. Hắn cũng nhìn thấy một người khổng lồ vĩ đại đang vung dìu chặt cây thế giới. Cơ thể của người khổng lồ mơ hồ giống như ảo ảnh, hẳn là thái dịch trong vũ trụ tương lai đang chặt cây thế giới đã tồn tại trong 16 kỷ nguyên vũ trụ này. Kẻ đó chặt cây thế giới, cắt đứt hy vọng của những khách lén qua sông đó, mà những kẻ mạnh thời tiền sử đã trèo lên rễ của cây thế giới liên tục khóc lóc kêu to, chửi mắng ảo ảnh của người khổng lồ, có lẽ thái dịch đã tập hợp đủ các loại nguyền rủa ác độc vào người mình rồi. Thái dịch thật mạnh mẽ. Tần Mục không khỏi khen ngợi một câu, thu ánh mắt lại. Hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua được con sông hỗn độn này. Hắn nhìn thấy có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ trong sông.
có kẻ chỉ còn lại bộ xương, hoặc là chỉ còn lại linh hồn, hoặc là chỉ còn lại đạo quả, nhưng đều đang dục dịch dưới lòng sông, mưu đồ bắt người qua sông, kéo đối phương xuống nước, để cho bản thân lên bờ. Nếu rơi xuống sông thì chắc chắn sẽ chết. Vậy thì người thiên tôn đã qua sông bằng cách nào? Tần Mục nhìn xuống sông, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng như ẩn như hiện của Hiểu Thiên Tôn trong khí hỗn độn, chỉ thấy Hiểu Thiên Tôn dẫm lên một gốc đạo thụ, lấy đạo thụ làm thuyền, chạy qua bên kia sông. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa hơn, trong lòng nhảy dựng lên, lúc này người thiên tôn đều đang ở trong sông. Lúc này, trên mặt sông hỗn độn mênh mông, người thiên tôn bao gồm cả Tường Thiên Phi đã chặt một gốc đạo thụ, lấy đạo thụ làm thuyền, đang vượt sông. Đạo thụ trong Thành Ngọc Kinh đều là đạo thụ của người thành đạo đã trải qua đại kiếp hủy diệt, nhưng mà lúc này lại bị người thiên tôn chặt xuống làm thành thuyền. Ngay cả Tần Mục cũng không thể không khen ngợi suy nghĩ và lòng dũng cảm của người thiên tôn. Nhưng mà với tư cách là người mạnh nhất vũ trụ hiện nay, người thiên tôn có phong thái và dã tâm của bản thân, thường có những hành động mà người khác nhìn vào không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như Lang Hiên Thần Hoàng cưỡng đoạt đạo quả của người thành đạo tiền sử, khí phách bất phàm. Người thiên tôn a hành động như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Tần Mục dõi mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy từng gốc đạo thụ đang ẩn hiện trong khí hỗn độn, thỉnh thoảng có bộ xương khổng lồ từ từ trồi lên trong sông hỗn độn, mưu đồ kéo người thiên tôn đang đứng trên đạo thụ vượt sông xuống sông. Ai trong người thiên tôn đều sử dụng phương pháp riêng của bản thân, đánh lui từng kẻ mạnh. Dòng sông hỗn độn này nguy hiểm hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tần Mục, cho dù là người thiên tôn ở trong sông cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Người thiên tôn đã tiến vào Thành Ngọc Kinh được 2 năm. Trong 2 năm đi đến nơi này, ai cũng có thể tưởng tượng được nguy hiểm dọc đường mà bọn họ gặp phải, thế nhưng cũng trong thời gian 2 năm ấy, thực lực tu vi của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, điều này chứng minh lợi ích mà Thành Ngọc Kinh mang lại cực kỳ to lớn. Tần Mục chỉ mất hơn 1 tháng để đến đây, chủ yếu là do người thiên tôn dò đường ở phía trước, đã diệt sạch nguy hiểm trên con đường này, vì vậy hắn mới có thể đến đây nhanh như vậy. Nhưng với tư cách là người đi trước, người thiên tôn gặp nhiều nguy hiểm ở đây hơn hắn. Bọn họ bỏ ra nhiều, thu hoạch cũng lớn, sức mạnh tăng lên là điều đương nhiên. Tần Mục suy nghĩ một chút, lấy gậy thái dịch ra, ném gậy lên mặt sông. Cây gậy biến hóa càng ngày càng dài, đợi đến khi dài 3 trượng thì biến hóa mới dừng lại. Lúc này, gậy giống như một chiếc thuyền nhỏ, mũi thuyền vểnh lên. Hắn bước tới, đáp xuống mũi thuyền của chiếc thuyền nhỏ lao về phía trước. Tốc độ của chiếc thuyền nhỏ này nhanh hơn rất nhiều so với đạo thụ dưới chân người thiên tôn, bởi vì dù sao nó cũng là bảo vật do thái dịch luyện chế từ cây thế giới, mạnh mẽ hơn những đạo thụ kia nhiều. Tần Mục đứng ở mũi thuyền, nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy bóng người to lớn lắc lư trong khí hỗn độn đang nhô lên từ dưới lòng sông, ngăn trở thuyền nhỏ. Bóng đen đặt câu hỏi trong khí hỗn độn, hắn dùng đạo ngữ, câu hỏi rất kỳ lạ. Hắn hỏi tại sao Tần Mục lại ngăn cản hắn lên bờ. Tần Mục đè chuôi kiếm lại, mở miệng trả lời, hắn cũng dùng đạo ngữ, nói cho bóng đen biết, vũ trụ này không thuộc về bọn họ, sự xuất hiện của bọn họ sẽ khiến cho vũ trụ này sụp đổ, bị hủy hoại trong chốc lát. Đột nhiên bóng đen đó trở nên kích động, nhô một cái đầu thật lớn ra khỏi khí hỗn độn. Cái đầu này giống như một ngọn núi, xua tan khí hỗn độn, xuất hiện ở phía trước thuyền nhỏ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn cái đầu chỉ còn lại xương trắng này. Cái đầu này khác với đầu của con người, trên cái đầu của hắn có rất nhiều gai xương sắc nhọn. Điều khiến cho người ta hâm mộ chính là, xương cốt của người này là đạo cốt, hệt như được đại đạo đúc thành, vô cùng mạnh mẽ, do đó mới có thể ở bất tử bất diệt trong đại kiếp hủy diệt. Con đường tu luyện của hắn hiển nhiên là một con đường khác, có phần giống con đường dùng nhục thân lạc ấn trung cực hư không như Lang Hiên Thần Hoàng. Lang Hiên Thần Hoàng còn chưa làm được đến bước này, mà người này đã làm được. Cái đầu xương trắng đó há to miệng, giống lên với Tần Mục, ý tứ trong đó là đang tức giận quát mắng Tần Mục ích kỷ, oán trách những kẻ thờ ơ nhìn vũ trụ của bọn họ hủy diệt, không sẵn lòng chấp nhận những người tị nạn như bọn họ. Hắn chiếm giữ đại nghĩa, lấy cái chết của lê dân chúng sinh trong vũ trụ của hắn để trách móc Tần Mục, chu diệt đạo tâm. Lời nói này không hề có sức tấn công, nhưng phối hợp với đạo ngữ thì chẳng khác nào một con dao giết người chu tâm. Tần Mục rút kiếm, trong khoảnh khắc kiếm quang rời khỏi vỏ, cái đầu xương trắng lập tức đứt lìa khỏi cổ, kiếm quang sáng ngời đâm thủng từng tầng khí hỗn độn. Mời các ngươi đến làm lão ra sao? Sau khi các ngươi lên bờ nô dịch bọn ta, ép cho bọn ta làm việc chăm chỉ, còn các ngươi hưởng phúc cho đến khi vũ trụ sụp đổ, các ngươi bỏ mặc bọn ta rồi chạy đến vũ trụ tiếp theo. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, nhấc chân nặng nề đạp xuống, dẫm lên bộ xương khô đó để nó chìm vào sông hỗn độn. Đạo ngữ trong miệng ầm ầm vang vọng, đối kháng với đạo ngữ của đối phương, các ngươi và 10 thiên tôn cũng chẳng có gì khác biệt, thậm chí còn ác hơn. Các ngươi còn không bằng 10 thiên tôn. Hộp sọ của kẻ nọ rơi xuống, chìm vào lòng sông hỗn độn, sau đó cơ thể không đầu bơi qua, ôm lấy hộp sọ của mình, để ở trên cổ. Tần Mục thu kiếm vào vỏ, thoáng nhìn qua sông hỗn độn, thuyền nhỏ chạy về phía trước, mà bộ xương khô kia vẫn bơi trong sông hỗn độn, theo sát thuyền nhỏ. Tần Mục nhíu mày, lĩnh vực thần tàng mở ra. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong lòng bàn tay,
tích chứa năng lượng chờ phát động. Trong sông hỗn độn, thần nhân xương trắng đang bơi, dưới thuyền nhỏ xuất hiện một bóng đen khổng lồ, bơi cùng thuyền nhỏ. Cùng lúc đó, từng cái bóng đen khổng lồ xuất hiện ở xung quanh thuyền nhỏ, một số là đạo thụ trong hỗn độn, một số là linh hồn ký thác trong mảnh vỡ Đại La Thiên. Tần Mục lạnh lùng cười một tiếng, bá thể tam đan công được thôi thúc đến cực hạn. Lòng bàn tay của hắn ngày càng ổn định, uy lực của kiếp kiếm tích trữ trong tay ngày càng nhiều. Ở phía sau hắn, cây thế giới cao chót vót, cắm rễ trong tổ đình, đồng thời hấp thu khí hỗn độn trong sông hỗn độn phía dưới. Sông hỗn độn nổ tung, hai bàn tay to một trái một phải nhô lên khỏi mặt nước, bắt lấy hai bên thuyền nhỏ, kéo chiếc thuyền nhỏ này vào trong hỗn độn. Keng! Tiếng kiếm vang lên, kiếm quang vô cùng chói mắt lóe sang, từng ngón tay đứt gãy văng cao. Tần Mục múa kiếm, mũi kiếm hướng xuống, Tần Mục cầm chuôi kiếm, khom người vái lạy, mười ngón tay nổ tung, biến thành hỗn độn. Phía sau thuyền nhỏ, mặt nước sông hỗn độn nổ tung, một cơ thể xương trắng khổng lồ phóng lên bầu trời, trong miệng phát ra đạo ngữ vừa ồm vừa nặng như đang niệm chú, sắp thi triển thần thông long trời lở đất. Nhưng trong khoảnh khắc thần nhân xương kia trắng há miệng, kiếp kiếm đang hướng xuống của Tần Mục lập tức đâm ngược lại nhanh như tia chớp, kiếm quang chói lòa cắm vào trong miệng thần nhân xương trắng. Sọ não của thần nhân xương trắng nổ tung, Tần Mục nhấc kiếm, đầu của thần nhân xương trắng bị bổ làm đôi. Xương trắng rơi xuống nước, sông hỗn độn sôi trào, một gốc đạo thụ nâng thuyền nhỏ lên, lơ lửng trên bầu trời của con sông. Từng trận gió lạnh thổi qua, từng linh hồn ký thác trong mảnh vỡ Đại La Thiên ầm ầm bay ra khỏi sông, nhào về phía thuyền nhỏ. Ngoài ra có đạo quả bay ra khỏi sông, quay vòng vòng, đạo văn đan xen, đạo liên giao thoa, khóa chặt thuyền nhỏ. Tần Mục thi triển kiếm đạo của bản thân, kiếp kiếm như hào quang như lôi điện, đan xen trên không trung, chém đứt từng linh hồn, bổ đôi đạo quả. Tần Mục lập tức ném kiếp kiếm đi, kiếm quang ầm ầm xoay tròn xung quanh đạo thụ phía dưới, chặt đổ đạo thụ. Long hán mưa gió phá thế cục, kiếp vận mênh mông chấn giang sơn. Tần Mục giết chóc đến mức hưng phấn, giơ tay lên đón lấy kiếp kiếm, sau đó lại vung vẩy kiếp kiếm trong tay đâm về phía trước. Thần nhân xương trắng vừa mới tái tạo lại cơ thể kia lại ngoi lên khỏi mặt nước, lập tức chỉ thấy vô số kiếm quang ở trước mặt quấn lấy bản thân. Hắn ngây người, đột nhiên xương trắng vỡ nát. Trong đạo cốt tạo thành thân thể hắn, đạo liên lần lượt bị chém đứt, biến thành đạo văn, sau đó đạo văn bị chém đứt, biến thành phù văn đại đạo. Kiếm quang cũng bị kiếm quang phân giải, lần lượt vỡ tan. Thần nhân xương trắng đó kêu gào một tiếng, ngã xuống lòng sông, hoàn toàn tan vỡ, không còn sót lại chút gì. Tần Mục vung kiếm, cắm kiếp kiếm vào vỏ kiếm, đứng thẳng ở mũi thuyền nhỏ. Phía sau hắn, từng tầng đạo cảnh giống như từng tầng chư thiên, biến thành 29 trọng thiên. Kiếm quang đan xen, trên bầu trời tầng chư thiên thứ 29 đang hình thành chư thiên tầng thứ 30. Xung quanh đó, những đạo thụ trong khí hỗn độn lần lượt ẩn hiện, biến mất, lui vào nơi sâu thẳm trong khí hỗn độn. Từng du hồn trong mảnh vỡ Đại La Thiên đi xa, lặn xuống sông hỗn độn. Từng đạo quả xoay tròn, cũng lần lượt biến mất. Chiêu này tên là phá kiếp. Tần Mục nhấc chân phải dẫm mạnh lên mũi thuyền nhỏ do gậy biến thành, làm như không thấy tồn tại quỷ dị ở xung quanh, nhìn về phía trước. Quả nhiên một chiêu phá kiếp này chấn giang sơn, chấn sông hỗn độn, khiến cho những tồn tại quỷ dị có mưu đồ kéo hắn xuống nước, để bản thân lên bờ không thể làm gì được với chiếc thuyền nhỏ này. Phá kiếp kiếm nhằm vào kết cấu của đại đạo, phá giải cấu trúc đại đạo, từ lĩnh vực phân giải thành đạo liên, từ đạo liên phân giải thành đạo văn, từ đạo văn phân giải thành phù văn đại đạo, cuối cùng là phá hủy phù văn đại đạo. Những người khác, chẳng hạn như mười thiên tôn, khi đối kháng với những tồn tại quỷ dị trong sông hỗn độn này, bọn họ thường dựa vào sức mạnh để đánh những cường giả vũ trụ quá khứ này, rơi xuống sông hỗn độn, đương nhiên sẽ làm đả thương những tồn tại quỷ dị này, nhưng không hề chí mạng. Mà phá kiếp kiếm của Tần Mục vừa thành công đã có thể phá giải đại đạo của đối phương, uy hiếp đến tính mạng của đối phương, do đó tồn tại trong sông hỗn độn này không muốn đến trêu chọc hắn nữa. Phía sau Tần Mục, chư thiên tầng thứ 30 hình thành, đây là đạo cảnh thứ 30 trọng thiên. Đạo cảnh này vừa mới hình thành, đại đạo của hắn lập tức lạc ấn vào kiếp kiếm, uy lực của kiếp kiếm cũng tăng lên vài phần. Câm Gia Gia đã luyện chế một thanh kiếm quá tuyệt vời. Tần Mục không khỏi khen ngợi, khi hắn chạy tới, người Câm còn đang ngộ đạo trong tổ địa đạo hòa. Có lẽ lần luyện chế kiếp kiếm này sẽ giúp cho con đường chế tạo của hắn nâng cao đến trình độ đáng kinh ngạc. Thiên công số một thiên hạ, danh xứng với thực. Không có tồn tại quỷ dị trong sông hỗn độn, gậy biến thành thuyền độc mộc lướt nhanh về phía trước, dần dần tiến sâu vào sông hỗn độn. Không biết sông hỗn độn rộng lớn đến mức nào, hệt như thể sẽ không bao giờ chạy đến bờ bên kia. Dần dà, Tần Mục cảm nhận được biến động thần thông từ phía trước truyền đến, trong lòng không khỏi khẽ lột bột, mắt dọc giữa mi tâm nhìn về phía trước. Đột nhiên, hai luồng đao quang vô thanh vô tức chém đến, Tần Mục cúi đầu. Hai luồng đao quang đan xen nhau trên đỉnh đầu hắn, mặc dù không chém được hắn, nhưng lại khiến trên cổ hắn xuất hiện một vết đao, máu tươi chảy ra. Sau khi hai luồng đao quang chém qua thì lập biến mất vào trong khí hỗn độn. Tần Mục ngẩng đầu, rút kiếp kiếm ra, đâm về phía trước một nhát.
Một nhát kiếm này vừa được đâm ra, khí hỗn độn rối loạn, kiếm quang biến mất trong khí hỗn độn, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Khai Hoàng Tần Nghiệm. Ngươi ám toán bổn cung. Không phải Khai Hoàng. Tần Mục mở miệng nói, Thái Đế, ngươi mà cũng tự xưng là bổn cung sao? Giọng nói phía trước im bặt trong chốc lát, một lúc sau, Tường Thiên Phi bật cười khúc khích rồi nói, hóa ra là Mục Thiên Tôn. Bản lĩnh của tiểu tử ngươi đã mạnh hơn rồi. Không ngờ một nhát kiếm này của ngươi lại có thể khiến cho ta không kịp đề phòng, bị ngươi đả thương. Vù, một gốc đạo thụ vặn vẹo xuất hiện trước mặt Tần Mục. Đạo thụ đó đang vung vẩy rễ cây trên mặt sông của sông hỗn độn, hệt như đang đi lại trên mặt nước. Tường Thiên Phi đang đứng trên đạo thụ, bên người treo một đạo quả khô héo, trong đạo quả có một nữ tử, nàng đang nhìn về phía Tần Mục từ khe nứt của đạo quả. Tần Mục hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn nữ tử trong đạo quả thêm vài lần, nữ tử đó cũng đang nhìn hắn, sắc mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, và lại cũng hơi căng thẳng. Dáng vẻ không tệ đâu. Tần Mục thầm khen một tiếng, ánh mắt rời khỏi ngực của nữ tử đó, lại dừng ở trên người Tường Thiên Phi, cười nói, nương nương, gọi ta là Thái Đế bệ hạ. Tường Thiên Phi không hài lòng nói. Tần Mục cười ha ha nói, bệ hạ vừa mới tự xưng là bổn cung, vì sao bây giờ lại phải gọi là bệ hạ? Tường Thiên Phi hừ một tiếng, nhìn vào thanh kiếm bên hông hắn, thanh kiếm này của ngươi từ đâu đến? Pháp lực của ngươi còn chưa đạt đến trình độ của Thiên Tôn, nhưng vừa rồi lại có thể khiến cho ta bị thương, hẳn là tác dụng của thanh kiếm này đúng không? Thanh kiếm này là vũ khí của người thành đạo sao? Đúng vậy. Tần Mục rút kiếp kiếm ra, vẻ mặt phấn khởi, cười tươi như hoa nói, sau khi ta tiến vào thành Ngọc Kinh Tổ Đình, ta đã tìm được thanh đạo kiếm này trong một tòa thần điện, sau khi thử thì uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tường Thiên Phi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, mượn ngoại vật để tu hành, Mục Thiên Tôn, con đường của ngươi đã đi lệch rồi. Hay là giao thanh kiếm này cho bổn cung, giao cho trẫm đi. Hai thanh huyết đao mang theo sát khí đột nhiên bay ra khỏi sông hỗn độn, chém về phía Tần Mục. Uy lực của hai thanh trảm thần huyền đao này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả nhục thân của thiên công cũng không chống lại được. Vừa rồi, nó chỉ chém qua đỉnh đầu của Tần Mục mà đã khiến cho hắn bị thương, mà Tường Thiên Phi cố gắng dùng hai thanh thần đao này mai phục trong sông hỗn độn, mưu đồ đánh lén, một đòn tấn công cũng đã đủ để giết chết hắn. Nàng cũng biết Tần Mục đánh không lại thì chạy, nếu chạy trốn, chỉ sợ bản thân nàng không thể giữ chân hắn, cho nên mới dùng đến thủ đoạn đánh lén này. Nhưng nàng lại không hề hay biết, hai thanh thần đao sát khí của nàng hoàn toàn không giấu được dưới ánh mắt của Tần Mục. Nếu đổi lại là những người khác, bọn họ không thể nào nhìn thấu sông hỗn độn, nói không chừng nàng sẽ đắc thủ, nhưng mắt dọc giữa mi tâm của Tần Mục thậm chí có thể nhìn thấu sông hỗn độn, nhìn thấy cảnh tượng của vũ trụ quá khứ. Hai thanh trảm thần huyền đao mai phục của nàng đã bị Tần Mục nhìn thấy rõ ràng từ lâu, thậm chí nhất cử nhất động của huyền đao cũng không che giấu được ánh mắt của Tần Mục. Tần Mục rút kiếm, kiếm quang lóe lên, hóa thành hư hình tân thái cực, va chạm với hai thanh trảm thần huyền đao. Chỉ trong nháy mắt, hai thanh thần đao giống như hai con rồng màu đỏ nối liền với nhau. Dưới kiếm pháp của hắn, hệt như đang thi triển một cuốn long hình thái cực đồ. Một con rồng là âm, một con rồng là dương, âm dương đan xen, tạo thành một chỉnh thể. Tường Thiên Phi không kịp trở tay, muốn thu hồi hai thanh thần đao, nhưng chân Tần Mục đạp thuyền nhỏ xuyên qua long hình thái cực đồ, kiếm chỉ thẳng vào mi tâm của nàng trên đạo thụ. Hư hình tân thái cực là đạo cảnh thứ 9 trọng thiên của Tần Mục, nhưng kiếm đạo của hắn đã đại thành. Sau khi dung hợp thần thông đạo cảnh, có thêm 3 trọng thiên của kiếp kiếm. Một thức này đã biến thành kiếm đạo thứ 12 trọng thiên của hắn. Một chiêu này đã thay đổi hình dạng của trảm thần huyền đao, hư hóa hình thể của nó, biến thành hình dạng âm dương, khiến cho Tường Thiên Phi tạm thời không khống chế được hai thanh thần đao, từ đó cho bản thân Tần Mục cơ hội. Đây vừa là kiếm đạo, cũng vừa là thần thông, thi triển từ trong tay hắn có thể nói là xuất thần nhập hóa, cho dù là Tường Thiên Phi cũng chưa từng nhìn thấy một tuyệt học huyền diệu như vậy. Kiếm của Tần Mục lao tới cực nhanh, và lại vốn dĩ tốc độ của thuyền nhỏ do gậy biến thành nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của đạo thụ. Hơn nữa tuyệt học kiếm đạo mà kiếm của Tần Mục sử dụng là thái thủy chất hình vấn thanh minh, sở trường là tốc độ. Tường Thiên Phi vừa định triệu hồi hai thanh thần đao, chỉ thấy kiếm quang của Tần Mục đã tới trước người nàng. Kiếm quang lóe lên, ngày càng lớn trước mắt Tường Thiên Phi, hệt như muốn nuốt chửng nàng. Khác với kiếm đạo của Khai Hoàng lấy thiên đình Khai Hoàng làm căn cơ, nhất trọng kiếm đạo nhất trọng thiên, bày tỏ về khát vọng lý tưởng của hắn. Mỗi một trọng kiếm đạo đều hùng tráng, dùng kiếm đạo biến thành từng tầng chư thiên. Kiếm đạo của hắn vừa xuất hiện, 35 trọng thiên lập tức hiện lên, 35 thế giới khác nhau được sinh ra, chứa đựng đạo vận. Mà kiếm đạo của Tần Mục lại được sinh ra từ đạo cảnh thần thông của hắn. Đạo cảnh thần thông của hắn không chỉ nói về tham vọng và lý tưởng, mà còn là từng loại cảm nhận cảm ngộ của bản thân trong quá trình ngộ đạo. Tuy kiếm đạo của Khai Hoàng sở hữu khí thế oai nghiêm, nhưng lại có con đường để lần theo, trong khi thần thông của Tần Mục thì linh động khó nắm bắt, không thể đoán được. Tường Thiên Phi không tránh không né một nhát kiếm này của Tần Mục. Đột nhiên một tiếng rầm vang lên,
dưới chân nàng xuất hiện một tòa Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài huyết quang đại thịnh, lập tức chấn áp âm dương biến hóa của hai thanh thần đao. Hai thanh thần đao từ phía sau lao tới giết Tần Mục. Quyết định của nàng cũng tàn nhẫn độc ác, không tránh né kiếm chiêu của Tần Mục, cứ thế thôi thúc hai thanh thần đạo muốn giết chết Tần Mục. Nếu Tần Mục không né không tránh, vậy thì cả hai người đều sẽ trúng chiêu. Nàng dựa vào thần thức rộng lớn của bản thân, cho dù nhục thân chịu thương tổn, nhưng chỉ cần thần thức còn ở đây thì vẫn có thể tưởng tượng lại nhục thân. Mặc dù Tần Mục tinh thông đại đạo tạo hóa, nhưng hai thanh thần đao đều được ngưng tụ từ sát khí chí tà trên thế gian, nuốt chửng tu vi, nuốt chửng khí huyết, chỉ cần Tần Mục bị hai thanh thần đao chém trúng, vậy thì toàn bộ khí huyết của Tần Mục sẽ bị hai thanh thần đao hấp thụ trong nháy mắt, biến thành xác khô bị chém thành ba đoạn. Không có tu vi, không có khí huyết, cho dù thần thông của Tần Mục thông thiên thì cũng không thể nào hồi phục được. Hai thanh thần đao của nàng đốn đạo thụ, Trảm đạo quả, sức mạnh vô địch, chỉ cần Tần Mục dám liều mạng, vậy thì nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện hầu theo đến cùng. Trên mi tâm của nàng, hào quang chói lòa do kiếm quang hóa thành còn chưa chạm tới da thịt của nàng đã khiến cho trán của nàng biến dạng, da thịt và xương cốt máu thịt trên trán đang bắt đầu thay đổi thành trạng thái năng lượng. Kiếm ý của Tần Mục đi thẳng vào giữa mi tâm của nàng, kiếm quang sán lạn bắt đầu đâm thẳng vào thiên đình của nàng, xuyên qua nam thiên môn, càn quét thiên đình. Khóe mắt Tường Thiên Phi giật giật, uy lực một nhát kiếm này của Tần Mục nằm ngoài dự đoán và tưởng tượng của nàng. Trước đó, nàng đã lầm tưởng người xuất kiếm là Khai Hoàng Tần Nghiệp, hiện tại xem ra, mặc dù tu vi của Tần Mục kém hơn Khai Hoàng Tần Nghiệp, nhưng trình độ kiếm đạo của hắn thậm chí còn tốt hơn. Đúng lúc này, đột nhiên Tần Mục thu kiếm, mũi kiếm lóe sáng rung lên, một chia làm hai, một trái một phải va chạm với đầu rồng của hai thanh Trảm Thần Huyền Đao. Kiếm pháp của hắn vô cùng kỳ diệu, được Khai Hoàng khen ngợi là kiếm pháp đệ nhất trong trăm vạn năm qua, mà hai kiếm này vừa lúc cắt đứt sức mạnh của hai thanh thần đao, Tường Thiên Phi lại nở nụ cười. Vào lúc Tần Mục thu kiếm đâm trúng hai thanh thần đao đó trở nên vô cùng mềm mại, quấn lấy thân kiếm của Kiếp Kiếm, giống như tơ lụa quấn lấy nhau, liên tục quấn lấy bàn tay cầm kiếm của Tần Mục dọc theo thân kiếm. Tần Mục thất thanh thét lên, vội vàng run tay ném Kiếp Kiếm và hai thanh thần đao ra, thuyền nhỏ dưới chân nghiêng đi, né tránh hai thanh thần đao kia. Mục Thiên Tôn, đa tạ đã lặn lội ngàn dặm xa xôi để đến đưa bảo bối. Tường Thiên Phi cười khúc khích, vươn tay ra, hai thanh thần đao cuốn lấy Kiếp Kiếm bay tới, chuôi kiếm rơi vào tay nàng. Trên đạo thụ dưới chân nàng, đột nhiên vẻ mặt của nữ tử tuyệt sắc trong đạo quả khô héo kia tái mét, lập tức nhìn ra manh mối, quát lên, cư dư thị, có trá. Đó không phải là đạo kiếm của người thành đạo, mà là bảo vật của bản thân hắn. Bàn tay của Tường Thiên Phi vừa đặt lên chuôi kiếm, chỉ thấy Tần Mục vừa quay lưng về phía nàng đã xông lên phía trước. Hai tay Tần Mục để ở sau lưng, nhưng không hề chật vật như nàng tưởng tượng, ngược lại rất bình tĩnh, không chút lo lắng. Tường Thiên Phi nhảy dựng, vội vàng buông tay, thôi thúc hai thanh thần đao định chặt gãy Kiếp Kiếm. Đúng lúc này, Tần Mục chắp hai tay sau lưng, một trên một dưới, cả hai tay đều đang bấm kiếm quyết. Hai tay sau lưng hắn khẽ di chuyển, tốc độ thay đổi của kiếm quyết dùng mắt thường không thể nào phân biệt được. Lúc Tường Thiên Phi buông chuôi kiếm ra, lập tức chỉ thấy thanh Kiếp Kiếm đó thoát khỏi sự vây khốn của hai thanh thần đao của nàng. Dường như thanh kiếm này đã tiến vào trạng thái hữu hình vô chất trong nháy mắt, xuyên qua hai thanh thần đao, không có bản thể, chỉ có ánh sáng. Kiếm quang xoay tròn, vẽ lên một vòng tròn kiếm, chỉ thấy năm ngón tay trên đôi tay vừa mới buông kiếm ra của nàng bay lên, lơ lửng trên không trung hệt như một sinh linh có sinh mệnh. Lúc này, biểu cảm trên mặt Tường Thiên Phi méo mó. Khoảnh khắc nhìn thấy năm ngón tay của mình bị kiếm quang chém đứt, sau đó như sinh mệnh, nhúc nhích, xương cốt phát triển, biến thành năm Tần Mục nho nhỏ, cùng nhau cúi đầu vái lại nàng. Chuôi kiếm của Kiếp Kiếm treo ngược hệt như bị năm Tần Mục nho nhỏ nắm trong tay, chắp tay đẩy về phía trước. Nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Lồng ngực Tường Thiên Phi nổ tung, kiếm thần treo ngược xuyên qua ngực nàng, bay ra sau lưng. Bất cứ nơi nào kiếm thần đi qua, nơi đó trên cơ thể của nàng đều biến thành khí hỗn độn, cưỡng ép xuyên thủng thân thể nàng. Tường Thiên Phi hét lên một tiếng, từng tòa thiên cung xuất hiện sau lưng nàng, tu vi đột ngột tăng mạnh. Nàng vươn tay bắt lấy hai thanh thần đao, đuôi rồng của hai thanh thần đao lập tức nghiền nát Tần Mục nho nhỏ do năm đầu ngón tay nàng biến thành. Uy năng của hai thanh thần đao bừng bừng, nhưng lại vô cùng mềm mại, chém về phía thanh kiếm thần từ đằng sau. Cùng lúc đó, Tần Mục trên thuyền nhỏ vẫn quay lưng về phía nàng, thuyền nhỏ vẫn đang phóng nhanh về phía trước, nhưng hai tay đang bấm kiếm quyết sau lưng hắn lại càng lúc càng nhanh, khó có thể thấy rõ. Vèo vèo vèo, Kiếp Kiếm bay lượn lên xuống dưới sự khống chế của hắn, các loại chiêu thức liên tục thay đổi, dùng trạng thái hữu hình vô chất né tránh hai thanh thần đao hết lần này đến lần khác. Kiếm thần này của Tần Mục không hề nhắm về phía Tường Thiên Phi, mà là nhắm về phía đạo thụ dưới chân Tường Thiên Phi, từng đường kiếm quang bay đến giữa những cành cây khô héo của đạo thụ, chặt đứt nhánh của đạo thụ. Tường Thiên Phi vội vã, trán toát ra mồ hôi lạnh, bay lên khỏi Trảm Thần Đài, khống chế thần đao để truy kích thanh Kiếp Kiếm đó,
Kiếp kiếm không cần phải ngần ngại gì, nhưng nàng lại phải tránh chặt đứt cành cây. Bởi vì uy lực của hai thanh Trảm Thần Huyền đao quá mạnh mẽ, chỉ cần đụng phải cành cây, đạo thụ cũng không thể ngăn được một đòn của song đao. Đột nhiên, kiếp kiếm nhanh chóng quấn quanh thân cây, đạo thụ ầm ầm đổ rạp, Tưởng Thiên Phi tức giận, cơ thể đáp xuống phía dưới. Đường kiếm quang đó bỗng nhiên đâm trúng Trảm Thần Đài đang rơi xuống, lao vùng vụt nhanh như chớp, dán vào mặt sông của sông Hỗn Độn, ầm ầm lao tới thuyền nhỏ của Tần Mục. Tần Mục đứng trên thuyền nhỏ, nâng tay trái lên, chỉ thấy thanh kiếp kiếm đó bay lên khỏi mặt nước của sông Hỗn Độn, tách ra khỏi Trảm Thần Đài rơi xuống phía dưới, lọt vào lòng bàn tay hắn. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.